Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé, xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái điện thoại 2 sim 4G nhé. 2 sim 4G giá của nó sẽ là 490.000. Đấy, 490.000 cho một con điện thoại 2 sim 4G hàng của Nokia nhé. Hàng này hàng của hãng Nokia này, các bác yên tâm mà sử dụng rồi. Đó, hàng của Nokia 105 4G Pro nhé. Hàng này là hàng 4G cho nên là các bác yên tâm sử dụng luôn. Hàng nguyên đai nguyên kiện nguyên hộp nhé. Sản phẩm khi bác nhận hàng sẽ bao gồm là một điện thoại Nokia này. Hàng này của nó là pin trâu pin khủng nhá. Đấy. Hàng này là pin trâu pin khủng pin to luôn, các bác thấy không? Đây. Đấy, quả pin của nó cực kỳ khủng luôn. Đây. Pin rất khủng luôn nhá, hàng của thương hiệu Nokia. Pin này của nó phải gọi là dòng pin siêu khủng luôn. Đấy, pin siêu khủng luôn nhá. Đó. Hàng của hãng Nokia, bàn phím bàn phiếc cực kỳ mượt và ngon luôn. Đó. Có đầy đủ cho các bác nhá. Pin này. Đấy. Pin trâu nhá, pin to pin trâu này. Đấy, một cái cáp sạc này, một cáp sạc một pin trâu. Đấy, một cáp sạc một pin trâu như này. Đó. Điện thoại thì rất là ngon luôn nhá. Điện thoại rất là ngon luôn. Tiếng Việt, hàng của thương hiệu Nokia, lắp 2 sim thoải mái nhá. Ngoài ra thì có cả đèn pin chiếu sáng cho các bác luôn nhá. Có cả đèn pin chiếu sáng đây, đèn bật chiếu sáng này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con điện thoại 2 sim Nokia như này. Giá của nó sẽ là điện thoại 2 sim 4G, giá của nó sẽ là một chiếc như này là 490.000 nhá. 490.000, bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, điện thoại 2 sim 4G 490.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu thìa nhá, thìa sẽ là 10k một chiếc thìa như này. Đấy, thìa bạc nhá. Các bác lên cho em là thìa bạc 10.000 một chiếc, và bác nào lấy cả chục thì sẽ là 80.000. Các bác có thể dùng để ăn cơm, ăn phở, ăn cháo đều được nhá. Hàng inox 304 có đánh nhám chống trơn trượt này. Hàng rất là đẹp luôn. Đấy, lên cho em là thìa bạc 10k một chiếc. Mua lẻ còn là mua cả chục thì sẽ là 80.000 một chục nhá. 80.000 một chục. Hàng to, dày dẫn chắc chắn. Đấy, rất ngon lành luôn. Tiếp theo là hai cái mẫu môi nhá. Hai cái mẫu môi như này thì 40.000 một chiếc các bạn, 40.000 một chiếc. Nó sẽ có môi môi lỗ và môi môi lỗ và môi đặc nhá. Đấy. Con này nó sẽ là môi lỗ này. Đấy, môi lỗ như này. Thì các bác có thể dùng để ăn phở, rồi nói chung là đa di năng luôn, rất dày dẫn nhá. Rất dày dẫn để mình chế biến đồ ăn thực phẩm này. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng đặc hết như này nhá, hàng đặc hết như này cho nên các bác dùng nó rất là thích đây các bác này. Đó. Đặc hết như này rửa giấy nó dễ này, múc cũng rất là ngon luôn, không bị lửng chừng nhá. Đó, rất là ngon như này. 40.000 một chiếc thôi. Rất là dày luôn, 40.000 một chiếc. Đấy, 40.000 một chiếc các bác nhá. Đó, 40.000 một chiếc thôi. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hạc đồng nhá. Đấy, một con hạc như này giá sẽ là 70.000 và cái 70.000 một con hạc, còn cái chầm hạc này thì sẽ là 60.000 nhá. Chầm hạc là 60.000. Đây. Ở đây nó sẽ là một con hạc như này. Đấy, một con hạc rất là đẹp luôn, bằng đồng. Và về nhà thì nó sẽ là một con hạc và một cái lư sen như này. Các bác đeo vào cái miệng nó cho em. Đó. Mình để trên ban thờ hoặc là các bác để trên bàn. Đấy, để trên bàn mình buổi sáng hoặc lúc nào mình cần tĩnh tâm thì mình cho nhang vào mình sử dụng nhá. Đấy. Lên cho em là hạc đồng nhá. Hạc đồng này thì sẽ là 70.000, 70.000. Đấy. Các bác xoáy ra cho nhang vào đây cho em. Đấy, sau đó thì mình đậy nắp vào. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, để trên ban thờ hoặc là các bác sử dụng trực tiếp rất là ok. Lên cho em là hạc đồng giá sẽ là 70.000. 70.000 cho một cái con hạc đồng như này. Còn bên shop có bán kèm cả nhang luôn. Nhang hạc thì sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho 60.000 cho một cái hộp nhang. Đây. Đây là hộp nhang này, 60.000 hộp nhang đây. Đấy, hộp nhang này thì nhang trầm tương đối là thơm luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là nhang hạc là 60.000, còn là hạc đồng là 70.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ bộ ba móng Đức nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bộ ba bấm móng nha. Rất tuyệt vời cho các bác luôn. Bộ ba bấm móng rất tuyệt vời nhá. Hàng của thương hiệu Winling, hai hình người của Đức, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện này các bạn. Đấy, nó sẽ là bộ ba bấm móng 90.000, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Nó sẽ bao gồm là ba cái bấm móng này. Đấy, ba bấm móng như này đựng trong hộp nhôm xịn sò luôn. Đó, rất chất lượng đây. Ba chiếc như này. Và giá thì sẽ là 90k nhá. Hàng cực kỳ là ngon luôn. Bấm móng tay, móng chân tanh tách luôn các bạn này. Đấy, bấm rất là ngon luôn các bác theo. Đó. Bấm tanh tách luôn. Đó, đây. Rất là phê các bác nhá. Đó. Rất là phê luôn. Đó. Sẽ có cả một cái bấm khóe như này để các bác đưa vào những cái khóe tay, khóe chân, những cái vị trí mà các bác bấm nó khó thì các bác đưa vào những cái khóe này cho em này. Đấy, đưa khóe cho em. Đó.
các bác vừa bấm vừa mài đi cho nha. Đó, có cả phần mài luôn nhá. Đó, một cái bộ ba bấm móng Đức như này, giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là bộ ba móng Đức nhá, giá sẽ là 90k. Hàng trong hộp như này. Đấy. Bộ này thì đợt này nó sẽ có cho các bác thêm một cái mài này luôn. Đấy. Hàng này thì đợt này sẽ được tặng thêm một cái mài nhá. Đấy. Có hàng thì có đợt không, cho nên là các bác cũng thông cảm cho em. Hàng về theo lô, lô này là sẽ được tặng thêm một cái mài nữa. Đấy. Thì có đợt không nhá. Giá thì sẽ là 90.000. Lên cho em là bộ ba bấm móng Đức, giá 90.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái keo dán tôn 5 phân, 20.000 một cuộn. Đây. Các bác vệ sinh cái phần tường bị mái bị nứt đi sau đó thì các bác lột ra dán cho em. Cực kỳ là nhạy và tốt luôn. Keo dán tôn 50.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bát pha mì như này nhá. Đấy, lô này về thì được tặng thêm một cái thìa nữa. Đấy, có lô không nhá, em nói thẳng thế luôn. Đó. 40.000 nhá. 40.000 cho một cái tô mì như này. Đấy, giá thanh lý giá tốt cho bác luôn, 40.000. Lên cho em là tô mì nhá, tô mì 40k. Đó, giá hợp lý luôn. Tiếp theo thì sẽ là cái bộ ba hũ gia vị này. Bộ ba hũ gia vị giá của nó sẽ là 60.000 cái bộ ba hũ gia vị như này. 60k cho một cái bộ ba hũ gia vị như này các anh nhá. 60.000 thôi. Tiếp theo là mẫu kìm đỏ này. Bên em lên tên nó là kìm đỏ nhá. Nó sẽ có đầu bằng và đầu nhọn, giá thì đều là 100.000 hết nhá. Giá đều là 100.000 cho một chiếc. 100.000 cho một chiếc kìm như này. Tiếp theo là đến cái con nguồn nồi cơm các bác nhá. Đấy, nguồn nồi cơm này. Nguồn này thì để các bác cắm nồi cơm cho em, 30.000 một chiếc nhá. 30.000 cái dây nguồn như này. Dài thì nó vào khoảng là từ 1,5 m các bác. Đấy, khoảng 1,3 m đến 1,5 m. Khoảng 1,3 m đến 1,5 m. Hàng loại dài cực kỳ là dày dẫn chắc chắn luôn nhá. Đấy, nguồn nồi cơm như này để các bác cắm nồi cơm cho em. Lên cho em là nguồn nồi cơm nhá. Giá chỉ có 30 cành thôi. 30k cho một cái dây nguồn cắm nồi cơm như này nhá. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo nó sẽ là một con ép tỏi này. Giá sẽ là 100.000 cho một con ép tỏi như này. Đấy, các bác cho tỏi, cho hành, cho tiêu, cho ớt vào đây ép được hết nhá. Nhưng mà em đặt tên nó là ép tỏi, giá sẽ là 100.000. Đấy, 100.000 hàng thương hiệu Winling của Đức, ép tỏi 100 các bác nhá. Ép tỏi 100k. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái giấy lau bếp nhá. Giấy lau bếp và giấy lau dầu mỡ. Lau bếp, lau dầu mỡ. Các bác lên cho em là giấy lau bếp, lau dầu mỡ. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là các cái xà bông tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, xà bông tẩy rửa ở đây. Các bác lau bếp, lau gian bếp vệ sinh rất là tốt luôn. Giấy lau bếp giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Đây. Rất là thơm luôn nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đấy, và các bác thấy không? Em lau vào cái phần mực nó tẩy ra này các bác này. Đó. 25.000 cho một bịch lấy giấy lau bếp như này nhá, 25.000 thôi. Giá hợp lý luôn. Tiếp theo là một con đồng hồ treo tường, giá sẽ là 75.000. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này. Đường kính của nó thì nó sẽ vào khoảng là 20 cm thôi. Nhỏ gọn, tinh tế, rất là đẹp luôn. Đó, đây, các bác đeo lên cho em. Đồng hồ treo tường, 75.000. Đấy, mua một con máy bây giờ, mua một con máy thường, giá của nó cũng đã là đi 40.000 rồi. Đấy, mà mua cả một con đồng hồ như này, giá chỉ có 70.000 thôi. Đồng hồ treo tường, 75.000. Xin lỗi các bác, 75.000 cho con đồng hồ treo tường. Đường kính của nó là 20 cm, 20 cm, 75.000 cho một con đồng hồ. Tiếp theo là một cái bộ ba tô nhá. Bộ ba tô như này. Đấy, bộ ba tô như này, giá của nó sẽ là 90.000 cho ba cái tô. 90.000 cho ba cái tô như này các bác nhá. Đấy. 90.000 cho ba cái tô như này. Hàng inox 304. Dày dẫn chắc chắn đẹp nhá. Đấy. Một bộ bao gồm là 3 chiếc này. Đấy, 3 chiếc. Giá chỉ có 90 cành cho bộ ba cái tô như thôi. Con to nhất này của nó thì nó sẽ là 1,8 lít, gần 2 lít. Con nhỏ nhất này là 900ml. Thì các bác có thể dùng để múc canh, múc riêu hoặc là làm nộm, làm nếp cũng ok luôn. Đó, bộ ba tô 90.000. Tiếp theo là đến cái thảm 46 này. Kích thước của nó sẽ là 1 chiều 40 và 1 chiều 60. Đấy, cho nên là em gọi nó là thảm 46. Giá thì sẽ là 45.000 nhé. 45.000 cho một con thảm 46 này. Đấy. Có rất là nhiều màu sắc thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhé. Rất nhiều màu sắc luôn. Thảm 46 các bác nhé. Đó. Bên dưới là cao su non chống trơn trượt này. Đó. Bên trên của nó là nỉ lộn nhá. Nỉ lộn thấm hút nước tốt, không bị trơn trượt, không bị bong chốc nhá. Giá của nó sẽ là 45.000. Thảm 46. Tiếp theo thì sẽ là mẫu thắt lưng. Thì thắt lưng dù thường giá sẽ là 35.000 nhá. Mẫu này mẫu thanh lý. Lên cho em là mẫu thắt lưng dù thường thanh. Thắt lưng dù thường 35.000. Đấy, 35.000 cho mẫu thắt lưng dù thường này. Thắt lưng dù lỗ thì sẽ là 70.000 này. Đấy. Thắt lưng dù lỗ nhá. Đấy.
thắt lưng dù lỗ đây. Đấy. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một con thắt lưng dù lỗ như này. Đấy. Ở đây thì nó có rất nhiều lỗ luôn. Có rất nhiều lỗ này các bác này. Đấy, rất nhiều lỗ này. Đấy, nó có tới mấy chục phân lỗ luôn. Thì các bác muốn dùng cái lỗ nào thì dùng, nó rất là tiện. Đấy. Dù thường là 35.000, dù lỗ là 70.000. Đấy, dù lỗ là 70.000 các bác nhá. Dù lỗ là 70.000. Dù này có lỗ này là 70.000, thắt lưng dù thường là 35.000. Giá thanh lý cho các bác một con thắt lưng dài mét mấy 2 mét có 35.000 thôi. 35.000 thôi các bác nhá. Con này thì các bác cứ đẩy lẫy vào cho em là xong này. Con này là 35.000, chỉ cần đẩy lẫy này là xong. Đó. Ở đây là nó sẽ ăn lẫy rồi, ăn lẫy này. Đấy, nó sẽ có cái lẫy này nó sập ở đây cho em luôn, cho các bác luôn. Rất là tiện luôn. Đấy, dù lỗ là 70.000, dù thường là 35.000 này. Tiếp theo là thắt lưng da bò thanh lý này. Đấy, thắt lưng da bò thanh lý nhá. 100% là da bò tự nhiên nhưng mà hàng thanh lý cho nên là giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Thắt lưng da bò thanh lý này. Giá thì sẽ là thắt lưng này thì giá của nó sẽ là cái này là bao nhiêu? Cái này là 65.000 một chiếc nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò thanh lý này. Thắt lưng thanh lý giá của nó sẽ là 65.000. Còn ví là 40, còn nếu các bác nào lấy combo thì sẽ là 100 cho một đôi như này. 100 một đôi, một ví một thắt lưng là 100 nhé. Một ví một thắt lưng là 100. Đấy, còn mua lẻ thì thắt lưng là 65.000, ví của nó sẽ là 40.000. Chất liệu 100% là da bò hết nhá. Em bao da bò hết cho các bác luôn. Đó. Combo cho các bác như này, hai món nhá. Hai món sẽ là 100.000. Lấy riêng thắt lưng thì là 65.000, riêng ví là 40.000. Đó. Các bác thấy không? Hàng rất là ngon lành luôn, có hai màu, màu nâu và màu đen. Có hai màu, màu nâu và màu đen nhá. Đó. Hai màu, màu nâu và màu đen. Tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm, đó là cái led đồng hồ cũ nhá, đồng hồ led cũ. Con này thì giá của nó sẽ là 140.000. Đây. Kiểu dáng nó đúng như trên này luôn, 140.000 một chiếc nhá, 140.000 một chiếc. Tao thoải mái cho các bác sử dụng luôn, 140k một chiếc như này. Đồng hồ led cũ 140.000 các bác nhá, đồng hồ led cũ 140.000. Tiếp theo thì sẽ là một con đèn led này. Đấy, con đèn led đây. Con này thì các bác lên cho em là đèn vàng nhá. Có kèm một cáp sạc luôn, có kèm một cái cáp sạc như này chạy bằng pin năng lượng mặt trời. Đó, có cổng sạc ra, có báo pin luôn, siêu sáng luôn. Rất sáng con này thì sử dụng thì cực kỳ ok rồi. Đó, sáng nhiều chế độ lắm. Đấy, sáng trắng này. Sáng vàng này. Đấy, sáng tổng hợp này. Đó. Nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, rất sáng luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là trên 20cm. Đấy, chiều rộng thì 20 và có một tấm pin năng lượng mặt trời, có cáp sạc nhá. Có báo pin, có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Đấy. 175.000 cho con đèn vàng như này nhá. Lên thêm là đèn vàng 175.000. Tiếp theo là sẽ là một con voi. Con voi này thì giá sẽ là 190.000 cho một con voi như này. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng. Hợp kim mạ đồng rất đẹp luôn. Đó. Các bác lên thêm là voi gà tàn nhá, voi gà tàn. Giá của nó sẽ là 190.000 cho em voi gà tàn như này. Rất đẹp luôn, 190.000. Đấy, dùng gà tàn thuốc nhá. Voi gà tàn 190.000. Tiếp theo thì sẽ là mẫu giày. Thì các bác lên mã giúp cho em, đó là giày giày dàn di nhá. Đấy, mẫu giày dàn di rất là đẹp như này. Các bác có thể dùng để mình đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, đều ok hết nhá. Giày dàn di rất là đẹp luôn. Đấy, mùa đông đến nơi rồi, các bác mua cho em một đôi giày này về mình sử dụng nhá. Giày dàn di như này rất là đẹp luôn. Đấy, kích thước của nó thì có 38, 39, 40, 41, 42. Đó, 38, 39, 40, 41, 42. 150.000 cho một đôi giày dàn di như này. Lên cho em là giày dàn di giá sẽ là 150k nhé. 150.000 thôi cho một đôi giày dàn di như này các bác nhé. Lên cho em là giày dàn di 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái gì đây? Cái tăng đơ nhá, tăng đơ đây. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái tăng đơ như này. Đấy, một tăng đơ kèm pin. Đấy, tăng đơ có kèm pin cho bác luôn. Đó, một tăng đơ này có kèm pin nhá, chạy cực kỳ là ngon luôn. Đó. Có kèm pin, kèm cáp sạc các thứ, nói chung là đầy đủ hết cho bác nhá. Đấy. Pin này rồi đốc sạc này, cữ kia các thứ nhá. Lên cho em là tăng đơ hộp nhá. Giá của nó sẽ là 100k trong con tăng đơ hộp như này. Lên cho em là tăng đơ hộp 100.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái tăng đơ lược nhá. Tăng đơ này thì nó sẽ có kèm theo lược luôn. Kèm theo lược như này nhá. Đấy, tăng đơ này kèm cữ, kèm đầu sạc, kèm theo lược. Giá sẽ là 101 nhá.
tăng đơ lược 101. Con này thì cũng rất là tiện luôn. Đây các bạn này, đó. Máy chạy thì cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, qua theo. Có điều chỉnh cữ lên xuống ở đây nhá. Đấy. Và dòng này của nó cũng là dòng chống ăn tay luôn, cho nên các bác dùng nó rất là thích, không sợ bị trẻ con người già dùng rất là ok. Đấy, nó có cái lược, cho nên là bên em gọi nó là tăng đơ lược. Giá sẽ là 110.000 nhé, 110.000. Tiếp theo là cái bộ bộ 5 đĩa tròn, 120.000. Đấy, ở đây thì sản phẩm nó sẽ là 5 cái đĩa tròn luôn. Đó, 5 cái đĩa tròn như này. Hàng inox 304, dày dẫn chắc chắn, 5 đĩa nhé. 1, 2, 3, 4, 5 đĩa tròn như này nhé. 120.000 cho 5 cái đĩa tròn này. Kích thước của nó thì là từ 24, từ khoảng 24 nhá. Đây, đấy, 5 cái đĩa tròn như này. Từ khoảng 24 đến 15, 16 gì đấy. Đây, 15, 16 gì đấy các bạn nhé. Khá là to luôn, 5 đĩa này. Dùng để múc thực phẩm, thức ăn, rồi đồ ăn, đồ uống rất là ok. Bộ 5 đĩa tròn 120.000. Tiếp theo là bộ 50.000 cho cái bộ đây, 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay inox siêu mỏng. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng. Đường kính là 18 đến 10. Có nắp đậy nhá. Đấy. Khay nào nắp đậy hết, khay nào nắp đậy hết nhá. Đấy. Giá sẽ là 50 cành, 50 cành thôi. Các bác mua về để đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok, hàng inox. Đấy. Bộ này của nó thì các bác có thể trồng gọn vào như này. Đấy, và nó có nắp nhựa hết nhá. Có nắp nhựa đựng thực phẩm, thức ăn. Bỏ trong tủ lạnh nhưng rất là ok. Bộ 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50 cành, tính vào 10.000 một khay. Rất rẻ thôi. 130.000 cho một cái đế nóng này. Đây là một cái đế nóng này, các bác có thể dùng để mình đun nước, đun nồi. Nói chung là hàng này đa di năng. Đấy, có công tác điều khiển ở đây, có đèn báo này. Nó sẽ là một cái mâm như này. Thì các bác dùng để mình đun nấu, nói chung là đa di năng được luôn. Hoặc chế cháo nhá. Đó, giá của nó sẽ là 130.000 cho cái đế nóng nhá, 130.000. Tiếp theo sẽ là một con bẫy chuột thông minh, các bác chỉ cần ấn này thôi cho em. Đó. Sau đó thì con chuột nó chạy qua nó sẽ sập bẫy này. Đấy, bắt theo, rất nhạy luôn. 15.000 một chiếc nhá. Lên cho em là bẫy chuột thông minh, 15k cho một chiếc bẫy chuột thông minh như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Chào các bác, quay trở lại với số phản hồi nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái này là cái gì? Khăn rửa bát nhá, 20.000. 10.000 ba cái nhá, 10.000 ba chiếc. Đấy, 10.000 ba chiếc, còn các bác mua cả chục thì sẽ là 25.000 một chục nhá. Dòng này thì các bác chuyên để rửa bát cho anh em, thứ nhất là nó không bị rối này, không bị dính cơm này, và nó là thuộc cái dạng sợi dây như này, sợi dây, và sợi dây nó có lẫn cả dây thép luôn. Thì khi các bác rửa nó rất là thì cọ, nó rất là nhanh sạch nhá. Đấy, nó không bị rối nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá đó là 10.000 ba chiếc nhá. 10.000 ba chiếc và 25.000 một chục, các bác mua cả chục cho em cho nó rẻ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt xả 5 trong 1 nhá. Đấy, nó sẽ là một cái viên giặt xả như này 5 trong 1 luôn. Giá của nó sẽ là 55.000 một bịch. Một bịch của nó thì được khoảng là 30 viên nhá, 30 viên. Đó, một bịch của nó thì khoảng 30 viên. Và giá sẽ là 55.000 một một viên này của nó thì các bác sẽ giặt được cho em là từ 3 đến 5 cân quần áo nhé. Tùy theo quần áo của các bác sạch hay là bẩn thôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khay úp cốc nhé. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một cái khay úp cốc như này, 70k. Nó sẽ là có úp cho các bác được 6 cái cốc kèm một cái khay như này. Khi các bác sử dụng thì ví dụ như là mình úp vào đây mà nước nó còn thừa thì nó sẽ dốc trong cái khay này, rất là tiện luôn. Khay úp cốc nhé. Giá của nó sẽ là 70k cho cái khay úp cốc như này. Hàng bằng inox 304, sáng bóng đẹp, úp được 6 cái cốc dài luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bút điện cao su nhá. Đấy, đây nó sẽ làm cái bút điện cao su như này để các bác chuyên để thử điện cho em. Đó. Nó vừa là đầu tô vít, vừa là bút thử điện luôn. Đấy, đo thông mạch trong miếng ngon lành luôn nhá. Đó, có báo sáng như này. Giá là 30.000. 30.000 cho cái bút thử điện cao su như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bút thông mạch nhá. Bút thông mạch này thì giá của nó sẽ là 20.000. Con này thì bên em lên nó là bút thông mạch nhá. Đấy, nó cũng như này thôi. Đó, giá của nó sẽ là 20.000 thì cái bút thông mạch như này nhá. 20.000 trong cái bút thông mạch như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn lau bếp nhá. Khăn lau bếp một bịch thì của nó sẽ là 30.000, bên em bán một bịch không bán lẻ, 30.000 một bịch nhá. Đấy, khăn này dùng để lau bếp, kích thước của nó là 25x25. Đấy, 30.000 bịch 10 chiếc. Tiếp theo thì nó sẽ là cái vỉ bàn chải 1 2 3 4 5 6 chiếc 25.000.
Dòng này thì các bác đánh răng rất là tốt luôn. Một bịch một vỉ này có đó là 6 chiếc, hàng của Nhật, chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. 6 chiếc 25.000, siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì sẽ là kìm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm bạc như này nhá, kìm bạc đa năng. Con này thì giá của nó sẽ là 180.000 cho con kìm bạc đa năng như này nhá. Đấy, kìm bạc đa năng FO. Giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Các bác lên xem là kìm bạc FO nhá, kìm bạc FO hàng nội địa của Nhật, 180.000 cho con kìm bạc FO như này. Hàng này đa di năng luôn, cắt dây tuốt dây này, cắt dây tuốt dây bấm cốt đầy đủ cho bác luôn nhá. Con này thì lên cho em là kìm bạc FO nhá, giá của nó sẽ là 180.000 này. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo cắt ống nước 42 nhá, hàng của Kabushi Japan của Nhật này. Đấy, hàng toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Con này thì nó sẽ cắt được từ ống 42 trở về nhá, cắt được từ ống 42 trở về. Đấy. Giá của nó sẽ là 110.000. Lên cho em là kéo cắt ống 42 nhá. Giá sẽ là 110k cho con kéo cắt ống 42 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đấy thì về nhà các bác xoáy cái này vào cái bóng cũ cho em, sau đó thì mình xoáy cái bóng mới vào đây là nó sẽ có cảm biến, khi mà các bác chuyển động đi qua đi lại thì nó sẽ sáng. Đấy, và không có người thì nó sẽ tự tắt trong vòng là 30 giây nhá, 30 giây. Đó. Và không gian của nó thì được từ 3 đến 7 mét này. Đấy, 60.000. Tiếp theo thì nó sẽ là lọ keo dán giày nhá. Keo dán giày đa năng, con này thì rất là tiện luôn. Các bác dùng để mình dán giày, dán dép nhá. Giày dép các bác bị bong chốc các bác dán con này cho em, rất là tiện nhá. Đó, đây nó sẽ là dạng keo, keo trắng như này thì dán vào giày cho em rất là tốt luôn. Keo dán giày đa năng giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 15.000 à. 15.000 cho một hộp keo dán, một lọ keo dán giày đa năng như này các bác nhá. 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bảng tự xóa nhá. Bảng tô hoặc là bảng tự xóa cũng vậy thôi. Các bác có thể tô vẽ thoải mái luôn, sau đó thì nó sẽ tự xóa này. Đấy. Ấn nút nguồn thì nó sẽ tự xóa này, các bác mở cho em cái khóa này ra này. Đó. Ấn nút nguồn nó sẽ tự xóa này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, các bác theo. Trẻ em tha hồ tô vẽ thoải mái luôn. Đó, tự xóa rất là tiện luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 40k, các bác mua về cho các em nó học. Học nó sáng tạo, tránh xa máy tính, điện thoại nhá. Tiếp theo là một con đèn hai đầu đây. Một con đèn hai đầu như này siêu sáng luôn. Con này thì siêu sáng rồi. 260.000. Bao sim tận nhà, hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng. Polish made in Japan. Đó, đây. Đấy, rất sáng nhá các bác. Pha của nó siêu rọi luôn. Pha siêu rọi, siêu sáng luôn các bác này. Đó. Pha siêu rọi, siêu sáng luôn đây các bác theo. Đây. Đấy. Ban mày, ban ngày cái điểm rọi của nó rất là lớn luôn nhá. Đó, đây. Các bác theo. Đó, rất là sáng luôn. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cái đèn pha bên cái đèn led bên hông này. Đấy, rất là sáng luôn nhá. Đó. Rất sáng luôn. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có một đầu bên này nữa này. Đấy. Đầu bên này thì nó sẽ có nhấp nháy cảnh báo các kiểu con là điểu luôn. Đấy, ánh sáng trắng, sáng vàng, sáng đỏ nhấp nháy cảnh báo luôn. 260.000 nhá. Lên cho là đèn hai đầu. 260.000 bao sim tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo nó sẽ là một con Thunder A1 này. 160.000 cho con Thunder A1 như này. Con này thì nó sẽ là hàng đa di năng nhá. Thứ nhất của nó sẽ là có cho các bác là đi cữ kiếc đầy đủ cho các bác này, và nó sẽ có cho các bác là một đầu để cạo râu này, một đầu để tăng đơ này, và một đầu để tỉa lông mũi nữa nhá, tỉa lông mũi nữa. Đấy, combo cho các bác là 1 2 3 món như này nhá. Đấy, các bác có thể dùng được đa chức năng luôn, cắt tóc, cạo râu, bấm cốt rồi bấm viềm các kiểu là điều luôn. 160.000 tỉa lông mũi cạo râu luôn. 160.000 cho con tăng đơ A1 như này nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một con kích điện này. Con này sẽ là 175.000. Con này thì các bác có thể kẹp vào bình ắc quy 12-24 và nó sẽ kích lên cho các bác điện 220V luôn. Các bác có thể cắm sạc này, có thể cắm sạc rồi cắm quạt mát được luôn. Kích lên điện 220, 175.000. Lên mã giúp cho em đó là kích điện nhá, 175.000, kích điện lên 220. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đèn cầm tay đây. Con này thì các bác dùng để mình cầm tay nó rất là tiện nhá. Ngoài ra thì nó rất là nhiều các cái pha đèn này. Đó, đèn tròn này, đèn led hai bên này, đó, và đèn pha này trước này. Đó, rất là tiện luôn, dùng để cầm tay rất là tiện nhá. Nó có cả năng lượng mặt trời luôn, có cả năng lượng mặt trời và có cả cổng sạc ra cho điện thoại nhá. Đấy, có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn, mưa gió bão bùng mất điện này, dùng cho em con này. Rất là tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho bác là 100k thôi. Lên cho em là đèn cầm tay nhá, đèn cầm tay. Giá sẽ là 100.000 cho con đèn cầm tay như này. 100k thôi. Đèn cầm tay 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lọc nước nhá, củ lọc nước như này. Đấy, một cái củ lọc nước như này các bác cho vào bình nóng lạnh này rồi, hoặc là máy giặt máy giếc này, nguồn nước của các bác bẩn bị bão lũ thì các bác dùng con này xem. Đó. Rất tiện, các bác dùng để nó lọc sạch các cái nguồn nước cặn bã cho các bác nhá.
lên cho em là cục lọc nước nhá, giá sẽ là 50.000, xoáy trực tiếp vào các cái đầu nguồn cho em, tủ lạnh, bình nóng lạnh, máy giặt các kiểu nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một con thước laser nhá, con này thì nó sẽ có cho các bác là tia laser luôn để cho các bác điều chỉnh laser, lấy thăng bằng rồi lấy rút cho em cái nước này ra này, đấy, sau đó thì bật nguồn lên này, đấy, bật nguồn lên là laser nó sẽ lên nhá, đây, laser tia của nó rất là ngon luôn nhá, đấy, nó sẽ có cho các bác là tia lấy góc vuông, tia đứng và lấy góc vuông đầy đủ cho bác luôn. Đó, các bác thấy không? Tia của nó rất là rọi luôn. Đây, đấy, thước đây. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Đây, công tác của nó đây các bác này. Đấy. Lên cho em là thước laser nhé, thước laser. Giá sẽ là 90k cho con thước laser như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. 40k một chiếc, kích thước của nó sẽ là 70 x 1m2. 70 x 1m2, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Hàng loại to, dày dẫn chắc chắn này. Đấy, các bác thấy không? Đó. 70 x 1m2 nhá, 70 x 1m2, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Khăn tắm Hàn Quốc nhá, kích thước 70 x 1m2, hàng bông mịn, sử dụng cực kỳ là đã luôn. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc, kích thước 70 x 1m2 nhá. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái mẫu khăn nữa, đó là khăn mặt nhá. Khăn mặt thì bán theo bịch nhá, một bịch là 10 chiếc sẽ là 60.000. Đấy, 10 chiếc 60.000, mua lẻ thì 20.000 ba cái. Khăn này thì kích thước của nó sẽ là 30 x 50 nhá, khá là to luôn. Đấy, một chiều của nó là 30 và một chiều là 50. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, lau chùi vệ sinh này, nói chung là lau bát, lau đũa. Đấy, mua một lần dùng vài năm luôn. Đó, mua một lần dùng vài năm luôn, không lo bị. Đấy. Các bác cứ để mình dùng dần cho em, lau bát, lau đũa, rửa mặt, nhà có khách khứa dùng rất là tiện luôn. Khăn lau mặt nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn năng lượng 3 cánh nhá. Con này thì bên shop bán là nhiều, rất là nhiều rồi. Ốc ác các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đây là tấm pin năng lượng này. Còn đây là con đèn này 3 cánh luôn, có thể điều chỉnh 360 độ xoay các kiểu, con này đều được luôn nhá. Đấy, và có cảm biến nhá. Đây. Đấy, rất là sáng luôn các bác này. Rất sáng luôn, có cảm biến nhá. Đấy. Có các chế độ sáng này, có điều khiển thì các bác điều khiển luôn. Xoay xiếc các thứ rất là sáng luôn. Và chạy bằng năng lượng mặt trời thì không tốn pin nhá. Các bác thoải mái sử dụng luôn. Hàng chạy bằng năng lượng mặt trời. Rất là tiết kiệm. Không mất tiền điện nhá. Đấy. Có ốc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. 180.000 đèn năng lượng 3 cánh này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con cặp lồng tầng nhá. Con này của nó sẽ là 4 tầng luôn. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho con cặp lồng 4 tầng như này nhá. Đấy. Cặp lồng tầng 4 tầng, 1 2 3 4 tầng như này. Các bác có thể đựng thực phẩm, đựng thức ăn rồi mang đi viện, nói chung là rất là ngon lành luôn. Đây. Đấy. Mỗi tầng nó sẽ là một cái tô như này, mỗi tô này của nó thì vào khoảng 250ml nhá. Đấy, nó khoảng 1 từ lít 8 đến 2 lít cho cặp lồng này. Tha hồ thoải mái quá sử dụng luôn. Dùng nấc nào thì mình sử dụng nấc đấy, rất là tiện nhá. Đấy, quai sách quai xiếc các thứ đàng hoàng luôn. Đó, sập vào thì rất là chặt này. Đấy, đây sẽ có quai sách đây. Quai sách này rất là tiện, đẹp luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 giá chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho con cặp lồng 4 tầng như này nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bơm 1 ti này. Con bơm 1 ti thì sẽ là 100.000 cho con bơm 1 ti như này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng bơm 1 ti. Đấy, một xi lanh. Một xi lanh thì con này sẽ là 100.000 nhá. Đấy, 100.000 cho con bơm 1 xi lanh như này. Con này cũng là hàng của Nhật, rất là khỏe luôn, hàng thương hiệu Daisen của Nhật nhá. 100.000 cho một con bơm này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Các bác có thể mua về để bơm xe đạp, xe máy ok nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là con bơm 2 ti nhá. Bên em có cả con 2 ti, con 2 ti thì các bác có thể bơm cả ô tô được luôn. Đấy. Con này là 1 ti thì bơm xe máy thôi. 1 ti thì các bác bơm xe máy thôi nhá. Còn đây có con 2 ti 230.000, con này thì các bác có thể bơm cả ô tô được luôn. Đấy. 2 ti 230.000. Con này bơm ô tô thoải mái luôn nhá. Bơm ô tô thoải mái luôn. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Đấy, cân của nó lên tới được 10 cân hơi luôn. 10 cân hơi, 160 bia, 10 cân hơi. Khung thép dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, dẫn cực kỳ là ngon luôn. Đầu bơm phao, bơm bóng, bơm các loại bơm luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi một con bơm 2 ti như này, giá chỉ có cho các bác là 230.000. Bên em đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 230.000. Bao ship tới tận cửa nhà các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra, lấy xe ra test thử cho các em. Bơm ô tô con thoải mái nhá. Con này các bác bơm xe con thoải mái luôn. Đấy, hai xi lanh cực kỳ khỏe luôn. Đấy, các bác có con này các bác dùng vĩnh viễn luôn. Đấy, không bao giờ lo hỏng hóc bơm xe, xe đạp, xe máy ok hết. Tiếp theo là con máy hút bụi chạy bằng pin nhá. Con này thì cả hút cả thổi luôn. Giá của nó sẽ là 180.000. Hàng siêu khỏe luôn các bạn. Đấy, các bạn xem. Rất khỏe luôn các bạn nhá. Rất khỏe luôn. Hàng made in Japan này. Đó. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó như là tiếng máy bay phản lực này.
có đầu hút đầu thổi cho bác luôn nhá, cả hút cả thổi nhá, hút thổi bụi đa di năng luôn. Giá sẽ là 180.000 cho con hút thổi bụi đa di năng này, đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho các bác luôn, hút thổi bụi đa di năng. Tiếp theo là đá mài nhá. Đá mài thì bên shop về cho bác hai mẫu này, một mẫu đá đỏ, một mẫu đá vàng. Đá vàng của nó sẽ là 5.000-10.000 nhá. Đá vàng là 5.000-10.000 hàng của Katashiwa Made in Japan. Con này thì sẽ là 90.000, và con đá đỏ này thì sẽ là 70.000. Đấy, độ mịn của nó là 3.000-8.000 và con này là độ mịn 5.000-10.000 nhá. Một con là độ mịn 3.000-8.000 và một con là độ mịn 5.000-10.000. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, một viên đá mài như này, con đá vàng này thì sẽ là 90.000 và con đá đỏ này thì sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Giá siêu hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái rổ vo gạo đây. Đấy, rổ vo gạo như này. Rổ vo gạo inox nhá, giá của nó sẽ là 90.000 cho cái rổ vo gạo inox như này. 90k thôi. Siêu dày dẫn chắc chắn luôn, vo gạo xong thì các bác có thể rửa rau rồi, nói chung là dùng đa di năng luôn. Đấy, và cái phần chắt ở đây thì cái hạt gạo nó sẽ không bị rơi xuống này. Đấy, sau đó thì các bác đưa vào nồi cho em rất là tiện ích luôn. Rổ vo gạo inox giá sẽ là 90.000. Đường kính của nó thì nó sẽ vào khoảng là 25 đến 30 cm, 25-30 cm. Đấy, chiều sâu thì vào khoảng là 15 cm. To lắm, con này rất là to luôn các bác này. Đấy, rất là to luôn, dùng để vo gạo có kiếc, dày dẫn chắc chắn, bền vĩnh cửu luôn nhá, bền vĩnh cửu luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con gối, một cái con gối ngải cứu như này nhá, gối ngải cứu. Con này thì các bác dùng để mình sử dụng khi mà mình bị đau vai, mỏi gối rồi đau nhức thì các bác dùng con này cho em. Đấy. Thì khi mình cắm điện vào này, cắm điện USB vào, nó sẽ lên nhá, nó sẽ lên. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái nút điều khiển đây. Điều khiển để mình điều chỉnh cho em là cái chế độ là bao nhiêu phút nhá. Đèn màu xanh này, 15 này, 30 này, 60 này. Đấy. Các bác chỉ cần cắm vào là nó sẽ nóng lên. Nóng lên luôn các bác nhá. Nó nóng lên thì giúp cho các bác là nó sẽ là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Và cái mùi ngải cứu của nó rất là thơm, nó giúp cho các bác là làm dịu các cơn đau nhá. Đấy, đau mỏi lưng, đau mỏi cổ, vai gáy các bác cứ đặt lên cho em là xong. Đấy, là nó sẽ giữ nóng này. Và các bác có thể để chế độ là 60 phút này, 45 phút và 30 phút, 15 phút. Và các cái chế độ ở đây nhá, các cái chế độ ở đây nó sẽ có hai bảng điều khiển cho các bác này. Đấy, hai bảng điều khiển như này. Tùy theo các bác về, các bác cứ thế sử dụng rồi điều khiển thôi. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con gối ngải cứu như này các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn. Hôm nay thì bên shop về rất nhiều mã mới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái vợt chơi pickleball nhá, vợt chơi pickleball. Một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là hai vợt và bốn quả bóng. Giá sẽ là 150.000. Các bác có thể mua về để mình chơi với các bé nhà mình cũng rất là ok luôn. Đây, một bộ như này sẽ bao gồm cho các bác là một vợt nhá. Đấy, các bác nhá. Một vợt và bốn quả bóng luôn. Thì các bác dùng để chơi thể thao với các bé nhà mình cũng rất là ok thôi. Giá rất là hợp lý nhá. Đây, đấy. Rất là ngon lành luôn. Một đôi vợt và bốn quả bóng giá chỉ 150.000 thôi. Hàng của thương hiệu Kesika này, Kesika. Đó. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. 150k cho một cái bộ vợt pickleball như này nhá. 150.000 cho một bộ. Đấy. Có màu đỏ và màu xanh thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Có màu đỏ, có màu xanh. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Có hai màu, màu đỏ và màu xanh. Đây là màu xanh này. Đó, màu xanh đây. Đấy, chiều dài của vợt thì vào khoảng 40, chiều rộng của vợt thì vào khoảng là 25 nhá. Và bản của vợt thì khoảng 15-16 và có hai màu, màu đỏ, màu xanh. Về các bác có thể chơi ở sân này, chỉ cần căng lưới lên là chơi được rồi. Đấy, hoặc là chơi trực tiếp không cần phải lưới lùng gì cả nhá. 150.000 này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là túi trường này. Giá của nó sẽ là 35.000 cho một con túi trường như này. Đấy. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. 35.000 cho cái túi trường như này. Các bác có thể cho nước nóng, nước lạnh vào đây đều ok hết nhá. Đấy. Cho nước nóng, nước lạnh vào đây. Sau đó thì mình chườm vào các cái phần nào mà mình bị đau nhức nhá. Đấy, túi chườm. Túi chườm, cho nước nóng, nước lạnh vào đây, sau đó thì mình chườm vào các phần bị đau nhức, có nắp đậy như này. Đấy, nắp đậy có rong luôn. Lên cho em là túi chườm nhá, túi chườm. Giá sẽ là 35.000 cho một cái túi chườm như này, 35.000 các bác nhá. Túi chườm 35k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái túi đựng túi rau nhá. Đấy, bộ 3 túi rau, 3 túi rau giá sẽ là 40.000 cho 3 hộp như này. Bên em bán theo set 40.000 cho 3 hộp như này. Thì đây, nó sẽ là một cái dòng túi zip như này nhá, túi zip như này. Các bác đựng rau cỏ, đựng thực phẩm, đựng thức ăn hoa quả, các bác chỉ cần là kéo vào cho em này là xong. Đó.
kéo vào như này cho em xong. Đó. Thì nó sẽ là thuộc dòng túi zip như này nhá, túi zip đựng thức ăn. Đây, các bác bỏ rau củ quả vào cho em đều ok hết. Một hộp này của nó thì nó sẽ là đi một bộ này của nó thì bộ này kích thước của nó sẽ là 18 x 20 này. 18 x 20. Đấy, cái này thì là 14. 14. 14 nhá. Và cái này thì sẽ là 27 này. Đấy. Một một set này của nó là 3 hộp như này nhá. Đấy. 3 túi rau nhá, 3 túi rau, giá của nó sẽ là 40.000 cho 3 túi rau như này. 40.000 cho 3 túi rau, giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Giá chỉ có 40k này các bác nhá. Đây các bác này, cái này ứng dụng của nó rất là tiện nhá. Rau củ quả các thứ các bác chỉ cần là kẹp vào cho em là xong. Đó, mình bỏ vào trong ngăn tủ lạnh rất là tốt luôn. Đựng rau, đựng củ quả, đựng thịt, đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đó. Rất là tiện các bác thấy không? Đó. Đấy. Rất là tiện các bác nhá. Đó. Túi zip đựng rau củ quả, giá thì sẽ là 40.000 cho 3 bịch như này nhá. 40.000 cho 3 hộp với 3 cỡ khác nhau. Đấy, cỡ 15, cỡ 20 và cỡ này là đi 27 các bạn, 27. Đây. Cỡ này cỡ 27 này. Đấy, rất là to luôn. Đấy mà thấy chưa? Đó. Rất tiện cho các bác nhá. Giá thì chỉ có 40.000 cho 3 hộp thôi. Combo cho các bác luôn, 40.000 3 hộp nhá. Bên em bán theo combo 3 hộp như này. Đấy. 3 túi rau giá sẽ là 40.000 nhá. 3 túi rau 40.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái con dắt dao nhá, kệ dắt dao. Đây nó sẽ là một cái kệ rất là tiện để các bác sử dụng đây. Đấy. Các bác về các bác có ốc vít cho các bác luôn, các bác bắn vào tường cho em, bắn vào tường, bắn vào cửa cánh cửa. Đó. Dao dắt vào đây, còn cái này thì các bác đeo xoong đeo nồi. Hàng inox 304, công bát 5 châm. Giá sẽ là 90 cành nhá, 90 cành. Lên cho em là thanh cài dao, giá của nó sẽ là 90k. Đấy. 90k là cái thanh cài dao như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt may nhá, kéo cắt may hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Đó, kéo cắt may như này. Made in Japan 12 inch, cắt siêu bén luôn các bác thấy không? Cắt rất bén và ngon luôn. Đó, cắt rất bén luôn. Con này thì giá của nó sẽ là một con kéo cắt may như này. Giá của nó sẽ là 100 hàng made in Japan nhá, 160.000 cho cái kéo cắt may như này. Tiếp theo là pin 16850 này. Pin này sẽ là 25.000 cho một quả thôi. 25.000 cho một quả pin 16850 như này nhá. Đó, pin Lion 16850, 25.000. Tiếp theo thì bên em về cho các bác ba cái mẫu đồng hồ này. Ba mẫu đồng hồ đây. Đấy, thì ba mẫu đồng hồ. Đầu tiên nó sẽ là đồng hồ bật lửa nhá. Mẫu này thì nó sẽ là đồng hồ bật lửa, giá là 100. Đó, đồng hồ bật lửa 100.000. Đây. Đồng hồ kèm bật lửa luôn, 100.000 nhá, 100.000. Đó, đồng hồ kèm bật lửa, giá sẽ là 100k. Về nhà các bác tự bơm ga. Tiếp theo là đồng hồ la bàn. Con này thì nó sẽ đa di năng hơn một chút, 120.000. Vừa có đồng hồ, vừa có bật lửa, vừa có la bàn luôn. Đó, bật lửa la bàn nhá. Đấy đây. Bật lửa đây các bác. Bật đây cho em này. Về nhà các bác bơm ga vào nhá. Đấy, bơm ga vào cho em, cái này chưa có ga đâu. Các bác tự bơm ga vào cho em. Đồng hồ là 1 này, bật lửa là 2, la bàn là 3, khui bia là 4 nhá. Đa di năng luôn. Đó. Con này thì giá của nó sẽ là 120.000, 120.000. Tiếp theo thì nó sẽ là con bật lửa ngọc nhá. Bật lửa nó sẽ có một viên ngọc như này. Con này thì nó sẽ là dòng chạy bằng sử dụng bằng xăng nhá, sử dụng bằng xăng. Đó. Giá sẽ là 130.000, 130.000. Bật lửa ngọc 130.000. Đó. Nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu bật lửa như vậy. Các bác muốn dùng mẫu nào thì dùng nhá. Có hộp đèn rất là đẹp, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà này. Đó. Tiếp theo thì đến dây nồi cơm điện này. Dây nồi cơm điện dài thì khoảng từ 1m3 đến 1m rưỡi. Đó, dây nồi cơm điện dây siêu mềm luôn. 1m3 đến 1m rưỡi. 30.000 nhá. 30.000 cho một cái dây nồi cơm điện như này. Giá sẽ là 30k. Giá hợp lý luôn. 30.000. Tiếp theo là cà lê nước, 55.000 cho một con cà lê nước như này. Đấy, cà lê nước nhá. 55.000 các bác dùng để vặn ống nước, có thể đẩy ra để vào đảo chiều được luôn nhá. Đấy, một chiều tròn, một chiều vuông này. Cà lê nước 55.000 này. Tiếp theo là một số các cái đồ của Nhật. Tiếp theo này
xà bông của Nhật này, xà bông của Nhật đây. Đấy, xà bông 8 bánh xà bông 40.000 một bánh và 3 bánh là 110.000 nhá. 3 bánh thì sẽ là bớt được 10.000. 3 bánh là bớt được 10.000. 40.000 một bánh như này nhá, xà bông Nhật 40.000 một bánh này. Đó. Tiếp theo là kem đánh răng của Nhật này, kem đánh răng của Nhật 120g. Hàng này chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Kem đánh răng Hàn thì giá của nó sẽ là 40.000 một típ. Dòng này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, hàng made in Korea nhá, made in Korea. Con này thì giá của nó sẽ là 40 cành cho kem đánh răng Nhật như này. Tiếp theo là 60.000 cho một cái lọ gọi là đây đấy, thuốc nhỏ mắt nhá, thuốc nhỏ mắt của Nhật này. Đó, thuốc nhỏ mắt của Nhật. Hàng này của nó thì nó sẽ là vitamin E, B6, NA rồi vitamin K này. Đó. Con này của nó thì sẽ là 60.000 cho một lọ nhá, 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt này. Đấy. Tiếp theo là đến cái củ sạc nhá. Củ sạc đa năng. Đấy, cái này thì nó sẽ chỉ có củ không thôi. Có củ thôi nhá, có củ có đầu cắm như này nhá. Đấy, có củ có đầu cắm như này. Hai cổng sạc nhanh, hai cổng sạc Type-C và hai cổng sạc USB. Dây dài khoảng trên 1 mét nhá. 80.000 cho cái củ sạc nhanh như này. Đấy. Lên cho em là củ sạc đa năng, giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây sạc nhanh iPhone, dây sạc nhanh iPhone giá sẽ là 60.000. 60.000 cho cái dây sạc nhanh iPhone như này. Đó, 60.000 các bác nhá. Dây sạc nhanh iPhone 60.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái sản phẩm đó là cái sen inox nhá, 90.000 cho một cái bộ sen inox như này, bao gồm là cả dây, cả giá đỡ, cả sen luôn. Cả dây, cả giá đỡ, cả sen. Giá thanh lý 90k. Hàng của Nhật made in Japan nhá. Made in Japan các bác này. Đó. Hàng nội địa của Nhật giá cực kỳ bình dân luôn. 90k bao gồm là dây dài khoảng 1m2 này. Dây dài khoảng 1m2 có giá đỡ và một đầu sen đẹp như này. Đấy, một đầu sen inox hàng của Nhật như này. 90k nhá. Đấy, lên cho em đó là sen inox, giá sẽ là 90.000 cho một bộ như này. 90.000 bao gồm cả sen cả dây luôn, 90.000. Tiếp theo là sen cao su, giá sẽ là 80.000. Bộ này cũng cả sen cả dây luôn. Nhưng mà ưu điểm của nó thì nó sẽ là có một cái đầu cao su như này để các bác kỳ cọ khi mà mình tắm này, mình chà kỳ rửa rất là tiện ích luôn. Cũng có đóng ngắt trên tay nhá, có đóng ngắt trên tay rồi có điều chỉnh các kiểu con là điều luôn. 80.000 cho cái sen cao su như này. Lên theo là sen cao su 80.000. Sen cao su 80.000 các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Mài dao ba khe màu đỏ, mài dao ba khe đỏ 130.000. Hàng của thương hiệu Tamasaki, Tamasaki made in Japan. Đó. Có ba mài, mài thô, mài mịn, mài bén từ trái sang phải cho em. Đó. Giá của nó sẽ là 130.000. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái sản phẩm đó là sen quạt tăng áp. Con này thì giá cũng 90.000 luôn, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy. Một dây và một vòi sen. Đấy, có một dây, một vòi sen như này. Con này thì không có giá đỡ nhá. Đấy. Có đóng ngắt trên tay nhá, có đóng ngắt trên tay rồi có điều chỉnh tăng giảm lượng nước này. Đó, có sen cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Sen quạt tăng áp giá cũng 90k luôn. Đó. Cũng 90k cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đó. Giá 90.000 các bác nhá. Sen quạt tăng áp giá 90.000. Có 3 mẫu vòi sen nhá, sen quạt tăng áp 90.000. Sen cao su sen inox cũng 90.000 luôn. Và sen cao su sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn pin đây. Đấy, nó sẽ là một cái mẫu đèn pin mới như này. Lên cho em là đèn chữ nhật nhá. Đấy, đèn chữ nhật, nó hình chữ nhật như này rất là ngon này. Đó. Hình chữ nhật như này rất là ngon. Giá sẽ là 70k cho con đèn chữ nhật này nhá, 70.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ có chế độ này. Đấy. Rất tiện luôn, có cái mỏ quặc này để các bác quặc vào, các bác đeo lên các bác sử dụng này. Đeo lên dây hoặc là đeo lên khu vực nào đó này. Đó, lên cho em là đèn chữ nhật nhá, đèn chữ nhật này. Đây. Đấy, bật sáng này. Các chế độ này. Đấy, sáng ở đây nữa này. Đó, 70k nhá. Lên cho em là đèn chữ nhật, nó hình chữ nhật như này, nhỏ gọn trong lòng bàn tay, rất là tiện ích luôn. Mang theo ô tô này, đấy, hoặc là các bác dùng đa di năng được luôn. Rất là tiện. Khi mà dùng mất điện các bác có thể bật lên như này. Sau đó thì mình để ăn cơm ăn nước cũng rất là ok luôn. Đó, trợ sáng rất là tốt. Đèn chữ nhật giá sẽ là 70k. Lên cho em là đèn chữ nhật nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn chữ nhật này.
đèn chữ nhật giá sẽ là 70k nhá, đèn chữ nhật 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái một cái ấm siêu tốc. Ấm siêu tốc hàng siêu VIP cho các bác luôn nhá. 450.000 cho con ấm siêu tốc như này. Con này thì nó sẽ là hàng VIP cho các bác rồi. Đấy, hàng VIP, tem mác các thứ đầy đủ. Một con ấm siêu tốc như này, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đế điếc của nó đây, đế đây. Và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng inox 304 nhá. Đấy, inox 304. Đây. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là 2200W và sử dụng điện là điện 220V. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Dày dẫn chắc chắn nhá, con này khoảng 1.8L gì đấy nhá. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Và đây là cái đế của nó này, rất dày dẫn chắc chắn. 450.000, hàng inox 304, sáng bóng đẹp, con này dùng thì miễn chê luôn. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc inox, giá của nó sẽ là 450.000. 450.000, hàng của thương hiệu Kyler này. Đấy, tem mác các thứ đầy đủ cho bác luôn. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000 nhá. Ấm này là ấm inox giá sẽ là 450.000. Tiếp theo nó sẽ là một con đây. Con này nó sẽ là một con giá dắt dao đũa nhá. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá dắt dao đũa như này. 150.000 uống nước. 150.000 cho một con giá dắt dao đũa như này. Đó. 150k nhá. Con này thì hàng VIP cho các bác luôn. Ở dưới sẽ là một cái khay để các bác đựng nước nhá, đựng nước. Đấy. Ở dưới khay đựng nước thì thoảng các bác có thể là tháo ra mình đổ đi cho em. Đó. Đấy, tháo ra đổ đi cho em. Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái ngăn dắt dao này, dắt đũa, dắt liếc này và để dao đũa đúng như trên hình luôn. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, 150 cành cho anh em các bác mua về để mình sử dụng nhá. Tiếp theo nó sẽ là một con massage mặt nhá. Massage mặt cầm tay. Đấy, massage cầm tay nhá. Đấy, các bác cầm kéo như này. Ngoài dùng mặt tay, mặt, mũi thì các bác dùng cổ, vai, gáy cho em. Kéo như này nó sẽ hít theo này. Đó. Massage. Đấy, massage cầm tay. Con này là dòng cầm tay 50k. Đây các bác có thể dùng này, mặt này, cổ, vai, gáy, ngực, eo, hông này đều được hết nhá. 50 cành. Tiếp theo thì nó sẽ là một con cân treo này. Có kèm pin cho bác luôn nhá. Lô này về là kèm pin nhá. Hàng thì nó sẽ là Winlink hai hình người đây. Đấy, Winlink hai hình người. Lắp pin vào cho em. Lắp pin vào cho em luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000. Trước em có cái lô cầm tay kia nó nhỏ hơn thì hết hàng rồi. Đợt này nó sẽ là một cái hàng là loại to như này. Dùng nó sẽ tiện ích hơn nhiều. Đây, kéo lên cho em này. Đó. Các bác có thể cân đo đong đếm này. Mình dùng để mình đeo vào này, đeo vào. Quặc của nó rất là to luôn đây. Em cân cái con liếc mài dao này. Đấy. Con này của nó sẽ là 130g cho con liếc mài dao này, 130g này. Nhớ số luôn nhá. Đó, tắt đi bật lên này, rất là tiện luôn. Sử dụng bằng pin này thì pin con thỏ dễ thay tháo. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Cân được tối đa là 50 cân thì các bác có thể cân tùy theo mình nhu cầu mình cân bao nhiêu thì cân. Tối đa là 50 cân các bác nhá. Tối đa là 50 cân. Đó. Tiếp theo là một con đốc sạc nhá. Con đốc sạc như này. Con này là đốc sạc kèm pin luôn. Đấy, 65.000. Sử dụng pin này là pin đồng hồ nhá, pin đồng hồ với lại pin mic dây. À, pin mic không dây, 65.000 cho con này. Tiếp theo là cái con bình chè inox này. Nó sẽ có cho các bác là 3 màu như này. Con này là 130.000 đựng được 4 lạng chè. 130.000 đựng 4 lạng chè cho em. 130.000 các bác nhá. Giá hợp lý thôi. 130.000 4 lạng chè. Đây cái pin của nó đây các bác này. Pin này nó sẽ là dòng pin đồng hồ cả lốc cả pin luôn, 65.000. Đây. Có gioăng giếc đàng hoàng nhá, chống vi khuẩn này, rồi nói chung là đa di năng luôn, đựng trà, đựng cà phê, đựng ngũ cốc, đựng muối vừng, các cái loại hạt, đồ khô, đồ nước đựng được hết, nhưng mà khuyến khích cái này dùng đồ khô thì hay hơn. Đấy, có loại nhỏ nhá, loại nhỏ này là 2 lạng chè này. Hàng của Nhật hết nhá. Tem mác các thứ đàng hoàng chữ Nhật này. Hàng của Nhật hết. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 thôi. 90.000 trong con bình này. Đựng muối, mắm, mì chính, hạt tiêu, hạt điều, rồi nói chung là các cái loại hạt tiếc ok hết luôn. Đấy. Tiếp theo là một con đồng hồ này. Thì con đồng hồ này nó sẽ là Phương ơi. Con đồng hồ thể thao này thì giá sẽ là 80.000 cho con đồng hồ thể thao như này nhá. Con đồng hồ thể thao to khủng bố luôn.
Đấy, đẹp chưa? 80.000 cho con đồng hồ thể thao như này. Còn con này thì con này là cái gì đây? Cái này. Không, cái này. Cái này là bao nhiêu? Đồng hồ này là bao nhiêu? Đồng hồ dây da 50.000 nhá. Đấy, đồng hồ dây da rất là đẹp luôn. Giá thanh lý cho anh em các bác 50k một chiếc thôi. 50.000 trong con đồng hồ dây da như này. Đấy, giá thanh lý. Đợt này giá thanh lý cho bác giá tốt luôn 50.000. Còn con muỗng mini này là 10.000 một chiếc nhá. 10.000 một chiếc. Đó. À, nó sẽ là bằng 3 ngón tay như này các bác này, bằng 3 ngón tay này. Đấy, trong cái ngón tay này thôi. Muỗng mini này thì dùng cho trẻ con ăn cơm, ăn cháo, ăn các loại hạt ngũ cốc các thứ ok. Rồi, chào các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cây dòng thuốc đau đầu kinh niên. Con này thì hàng nội địa của Nhật và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một hộp này. Đó, 90.000 cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì cũng là khá là nhiều luôn và nó là thuốc của thương hiệu OTC. Cái này thì nó là một cái dòng thuốc nam thôi, thuốc nam. Cho nên là các bác dùng thì nó rất là an toàn thôi. Đặc biệt là bác nào hay bị đau đầu lâu năm, đấy, đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. Đấy. Và nó sẽ là thuộc dạng gói như này này, thuộc dạng gói như này. Nó là thuốc nam mà, cho nên là cái này uống nó rất là an toàn luôn. Đó, thuốc nam. Cái này thì các bác uống rất an toàn. Giá sẽ là 90.000 cho một hộp như này nhá. Đấy, 90.000 cho một hộp như này. Và một hộp này của nó thì tới 100 gói này, 100 gói mỗi gói là đi 30g. Đây. 100 gói, mỗi gói 30g như này. Và nó là cái dòng thuốc nam nhá. Thuốc này thì các bác uống trực tiếp cho em. Đây. Đấy. Uống trực tiếp cho em nhá. Đóng gói đóng điếc của nó cũng rất là cẩn thận kỹ càng luôn. Đây con này. Đó. Nó là dòng thuốc nam. Đấy. Các bác uống trực tiếp cho em, rất là tốt luôn nhá. Đấy. Cho ra này uống trực tiếp cho em. Đó. Sẽ là 90.000 cho một hộp thuốc đau đầu kinh niên như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mắc áo các bác này. Đấy, mắc áo. Bên shop sẽ bán theo một hộp như này là 10 cái. Một vỉ này là 10 cái nhá. Chất liệu của nó thì giá 10 cái sẽ là 65.000 nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là phần móc khóa này thì là bằng thép này, còn lại là bằng nhựa, nhưng mà nó là cái loại này nó là nhựa dẻo. Thì khi các bác sử dụng thì cái này nó rất là tiện ích luôn. Đây. Nhựa của nó là nhựa dẻo này. Đấy, nhựa dẻo quá thấy không? Nhựa này nhựa dẻo, nắng mưa thoải mái luôn. Ưu điểm của cái móc này là nó có hệ thống chống trơn hết nhá, có hệ thống chống trơn hết như này. Thì khi các bác dùng thì nó rất là ok. Đây. Có hệ thống chống trơn hết nhá. Và có các cái đầu quặc như này để các bác quặc quần áo nhỏ này. Đấy, mình phơi những cái quần áo nhỏ hoặc là những cái phần áo có con đỉa thì mình phơi vào đây cho em. 65.000 cho một vỉ như này bao gồm 10 chiếc nhá. 65.000 cho một vỉ 10 chiếc. Lên mã giúp cho em đó là móc quần áo nhá. Móc quần áo. 65.000 cho một vỉ 10 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái rổ vo gạo nhá, giá vo gạo. Giá vo gạo con này thì bằng inox 304. Giá sẽ là 75.000 nhá. Giá vo gạo inox 304 này. Đấy. Giá vo gạo inox 304. 75.000 cho một con giá vo gạo như này. Con này thì rất là tiện luôn, su 304 này. Các bác cho gạo cho riêng vào đây. Đấy, vo xong thì ở đây nó sẽ có cái phần lưới như này thì các bác đổ đi thì nó sẽ không bị mất gạo nhá. Bánh hõm như này rồi. Thì thứ nhất là các bác đổ nó rất là tiện ích và không mất gạo. Ngoài ra đựng gạo thì các bác có thể đựng rau, dạ, thực phẩm, thức ăn cũng rất là ok thôi. Nên thì em là giá vo gạo con này thì sẽ là 75.000 nhá. 75.000 cho con giá vo gạo nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy đánh trứng nhá. Máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 cho một con máy đánh trứng như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Hàng này thì nó là sử dụng pin rồi. Ngoài đánh trứng thì các bác có thể dùng để pha cà phê, pha ngũ cốc các thứ rất là ok. Đây nó có lẫy rồi, các bác chỉ cần sập cái này cho nó xong này. Đấy, bật lên là nó xoay các bác này. Xoay rất là tít luôn các bác này. Đấy, xoay rất là tít luôn thì các bác dùng để mình đánh trứng, đánh cà phê rất là ok nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là hai đầu như này. Hai cái loại đầu như này các bác này, một cái đầu là hình gọng vó và một cái đầu lò xo như này. Đấy các bác cứ lắp. Cứ lắp vào đúng lẫy cho em. Đấy, lắp vào đúng lẫy này, bật lên này. Đấy nó có các số như này. Đấy, xoay rất là tít luôn các bác này. Đấy. Mình dùng để pha cà phê rồi pha các cái loại hạt rất là ok nhá. Giá thì sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó là máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con máy đánh trứng như này. Hàng này thì nó sử dụng pin.
thì nó rất là tiện ích luôn. Hàng sử dụng pin thì hết pin thì các bác cắm sạc vào cho em là xong nhá. Hết pin thì cắm sạc vào cho em là xong. Đó. Con này thì lên cho em là máy đánh trứng, giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cho con máy đánh trứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ca chiên dầu nhá. Đấy, ca chiên dầu. Thì đây nó sẽ là một cái bộ đôi như này, bao gồm là 2 chiếc. Đấy, thì ví dụ như là các bác có muốn chiên tôm, chiên tép này, hoặc là chiên các cái đồ chiên khoai lang chiên các thứ, thì con này nó sẽ là bằng inox 304. Các bác đặt trực tiếp lên bếp, đổ dầu vào đây, sau đó thì mình cho gia vị vào đây, là cho các loại đồ mình chiên vào đây, sau đó thì mình chỉ cần vớt ra như này là xong. Vớt ra như này, đó, nó rất tiện ích luôn. Các bác chiên khoai lang chiên hoặc là nói chung là các cái món đồ chiên thì dùng rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 thôi, 100.000 cho cái bộ đôi ca chiên dầu như này nhá, 100.000. Bao gồm là một cái ca inox. Con này rất là dày dẫn, ngoài các bác dùng để chiên dầu thì các bác có thể dùng để mình làm ca gáo múc nước cũng rất là tiện ích luôn. Còn cái này thì các bác có thể dùng làm rổ để rửa rau này, hoặc là lọc thức ăn. Đấy, rất là ok. Đấy, hoặc các bác có thể để trên chiếc chậu rửa bát mình lọc cặn cơm nước cũng rất là ok luôn. Đó thì cũng là đa di năng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ca chiên dầu. Giá sẽ là 100.000 cho một đôi như này nhá. 100k cho một đôi luôn. Đó, 100k trên một đôi ca chiên dầu như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo này. Đấy, các bác lên cho em là chảo hai quay, bỏ trang cả cái một quay đây. Con chảo hai quay này thì cũng khá là dày dẫn, cũng bằng chống dính bằng tổ ong như này nhá. Chống dính bằng tổ ong như này. Rất dày dẫn, chống dính bằng tổ ong, dày lắm. Đó. Con này thì sẽ là 100.000 nhá. Lên cho em là chảo hai quay chống dính. Giá sẽ là 100k. Đó, chảo hai quay chống dính là 110.000 nhá. 110.000. Còn con này thì các bác lên cho em là chảo tổ ong nhá. Con này thì sẽ là 140.000. Chảo tổ ong này. Chảo tổ ong giá của nó sẽ là 140k nhá. 140.000. Đó. Hoặc là các bác lên cho em là chảo một quay nhá. Con này nó sẽ là một quay như này. Còn con này nó sẽ là hai cái quay như này nhá. Hai quay như này. Hai con này thì cái con này thì kích thước của nó sẽ là to hơn một chút. Đấy, to hơn một chút. Đường kính của nó thì chắc là vào khoảng là 27-28 cm. Còn con này thì nó vào 24 cm. Đó. Hai con thì cũng gần gần bằng nhau. Đấy, con này thì nó sẽ sâu hơn một chút nhá. Sâu hơn một chút. Đó, còn con này thì nông, nó sẽ nông lòng hơn, nông lòng hơn như này. Đấy. Con chảo hai quay này thì sẽ là 110.000, 110.000 cho con chảo hai quay. Đều là chống dính bằng tổ ong hết nhá. Đó, còn con này thì sẽ là 140.000, 140.000 con này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn như này. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000, nó sẽ hình khẩu súng như này. Ở đây thì nó sẽ là một cái súng như này và có sẵn các cái đầu như này luôn. Các bác chỉ cần lắp vào như này thôi. Đó, và mình bật lên. Bật lên cho em. Máy rung rất là mạnh luôn. Rung rất là mạnh luôn. Đây, các bác đưa vào rung mình massage cổ vai gáy bắp tay bắp chân này. Đó, 170.000 cho con súng thư giãn như này. Có cho các bác là các cái loại đầu massage. Đấy, 4 5 đầu massage tất cả luôn, có 4 đầu massage và một cái cáp sạc đi kèm. Đấy, giá chỉ có 170.000 thôi. Súng thư giãn. Lên mã giúp cho em nó hình khẩu súng như này, lên cho em là súng thư giãn 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái ổ điện này. Đấy, lên cho em là ổ điện trắng nhá. Đấy, con này trước em đang lên nó là màu trắng, giờ này em về cả màu xanh màu vàng như này. Đấy, nhưng bên em vẫn gọi là ổ điện trắng. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai ổ USB, 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm. Hai ổ USB 7 ổ cắm có công tắc đóng ngắt. Giá của nó thì sẽ là 65.000 nhá. 65k. Đấy, lên cho em là ổ điện trắng 65k. Dây thì nó sẽ là dài khoảng là trên dưới 2 m, trên dưới 1 m rưỡi, tầm 1 m rưỡi đến 2 m nhá. Tầm 1 m rưỡi đến 2 m, nói chung là trên 1 m. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái dây điện. Dây điện vàng nhá, dây điện vàng. Đấy. Con này thì một cuộn của nó dài khoảng 20 m, dài khoảng 20 m. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 cái dây 150.000 nhá, 150.000. Đấy, ở đây thì ổ của nó là ổ đúc hết nhá, ổ đúc hết như này. Đó, ổ đúc hàng made in Japan cho các bác luôn. Đó, 150k thôi. 150k. Dây thì dài khoảng là từ 20 m trở về nhá.
20m trở về cho các bác luôn. Dây dài 20m trở về. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, nó là cái túi điện thoại nha. Đấy, túi điện thoại đây. Thì con này các bác đeo vào thắt lưng này. Đấy, sau đó thì mình có thể để điện thoại này, rồi các loại giấy tờ này, rồi có cả móc đeo để các bác đeo móc khóa luôn. Hai cái đai này là để các bác đeo vào không. Đó, thì các bác đựng điện thoại đeo vào đằng trước ấy. Rất là an toàn, tiện, điện thoại to, thoại nhỏ đều đựng vừa hết nhá. Lên cho em là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k nhá. 40k thì cái túi đựng điện thoại như này. Giá chỉ có 40k thôi, 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái túi đựng rác nhá. Đấy, một quận này của nó là 100 cái luôn. Kích thước của nó là 45x50 và giá thanh lý cho các bác chỉ còn 35.000 cho một túi như này thôi. Đấy, tính ra một ngày mà các bác dùng hết vị chi là một ngày các bác dùng hết một túi thì 100.000 ba túi, như vậy là các bác dùng như vậy nếu mà tính ra thì chắc chỉ mất 100 con thôi. 100 con cho một cái túi đựng rác như này. Đấy, và nó đã có dập sẵn cái này rồi, về nhà các bác chỉ cần bóc ra cho em như này. Đó. Bóc ra thôi. Đó, các bác bóc qua cho em. Đó. Và ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác ấy luôn. 35.000 một túi nhá. 100.000 ba túi. Đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là túi để các bác đựng rác này. Đấy. Và có luôn cho các bác cả cái phần quai đây, quai nó nằm ở đây này. Đấy các bác, quai nằm ở đây. Thì các bác khi các bác dùng khi vứt rác thì mình giật cái phần quai này lên. Kéo cái phần quai này lên các bác nhá. Đó. Đây. Phần quai này các bác kéo lên chưa? Đấy. Quai này kéo lên. Còn cái này các bác bỏ rác vào đây. Túi thì trông mỏng này thôi nhưng mà rất là dài các bác này. Mỏng này thôi nhưng mà rất là dài. Thì các bác đựng rất là tiện ích luôn. Đó, rất dài nhá. Rất dài luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 35.000 cho một bịch như này. 35.000 và 100.000 là ba bịch luôn. Combo 100.000 ba bịch. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy xay Osaka nhá. Máy xay Osaka. Đó, nó sẽ là một con máy của thương hiệu Osaka của Nhật này. Đó. Con này thì giá sẽ là 145.000. Đấy, nó sẽ có các cái phần lưỡi xoay như này. Có phần lưỡi xoay này các bác đặt vào đây cho em này. Đấy là mình xoay này. Rất tiện ích luôn, đặt vào đây. Rồi, các bác chỉ cần là đưa vào là mình xay thôi. Xay thịt, xay tôm, xay cá đều được hết nhá. Nhấn nút vào đây luôn. 145.000 cho một con máy xay Osaka như này. Sử dụng điện 220V. Rất là tiện ích luôn. 145k nhá, máy xay Osaka. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá, máy đo huyết áp. Con này thì giá của nó sẽ là đi 260.000 và bên em bao ship, bao gồm một thân máy như này. Con này thì nó sử dụng con này trước em đang bán là 260.000, đợt này giá chỉ còn cho các bác 160 cành thôi. $160.000 cho con máy như này nhá. Đó, con này thì về các bác chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim, các bác lắp pin vào đây xem, 4 cái pin con thỏ nhỏ. Giá cực tốt luôn, giá này không bao gồm pin nhá. Về nhà các bác tự mua pin thôi. Đó, về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim. Đấy, bác nào cũng nên có, đặc biệt là tuổi già thì nên sử dụng con này. Máy đo huyết áp 160.000. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Unica Japan này, nội địa của Nhật, hộp 5 mũi khoan tháp. Có tặng kèm cho các bác một cây lấy dấu luôn. 1 2 3 4 5, một cây lấy dấu. Đó. Thép của nó là thép gió phủ titan, giá sẽ là 180.000 đây. Đấy, lấy dấu này, đóng vào là có dấu luôn. Đây. Ấn vào này là có dấu các bác này. Đó, rất tiện ích luôn. Bao gồm là một cây lấy dấu và 5 mũi khoan. Giá chỉ có 180.000 thôi. Hộp 5 mũi khoan tháp, hộp nhôm 180k. 180.000 nhá, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bánh xe nâng đồ nhá, bánh xe nâng đồ như này. Bao nhiêu em? Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái chân bánh như này, chịu lực là mỗi cái là 150 cân. 150 cân thì tính tổng trọng tải là sẽ là đi 4 bánh là đi 6 tạ nhá. 4 bánh là 6 tạ.
và một cái con nâng như này. Đấy, các bác chỉ cần là đưa vào mình đây, nâng cái tủ của mình lên. Đó, nâng những cái tủ của mình lên, sau đó thì mình để cái chân này vào. Đấy, tủ lạnh, máy giặt, rồi đồ đoàn các thứ. Lên thêm là dụng cụ chuyển đồ nhá. Giá sẽ là 80k, hàng Việt Nam chất lượng cao luôn. Hàng Việt Nam chất lượng cao, dụng cụ chuyển đồ. Dụng cụ chuyển đồ đa năng, giá sẽ là 80.000. Đó, đầy đủ đây. Các bác nâng đồ lên sau đó thì mình đặt vào là xong, rất tiện ích luôn. Dụng cụ chuyển đồ 80.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái khò ga nhá. Khò ga thì nó sẽ có hai loại. Một là khò ga đại, hai là khò ga đồng. Khò ga đại này thì sẽ là 90.000. Đấy. Còn con khò ga đồng này thì sẽ là 80.000 nhá. Khò ga đồng này là 80.000. Đó. Tiếp theo thì em lên các bác cái kìm kìm nhọn này. Đó. Kìm nhọn thì nó sẽ là hàng Nhật bãi như này. Giá thì sẽ là 40.000 đồng trước thôi. 40.000 đồng trước kìm nhọn như này nhá. 40k. Giá cực rẻ luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái băng dính hai mặt nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái loại băng dính hai mặt như này. Để các bác dùng để mình dính nó băng keo trong hai mặt luôn. Các bác dính tủ, dính ổ điện rồi điếc, còn nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện nhá. Băng keo trong hai mặt như này. Đấy, đây các bác bóc ra này. Mình để dính đồ, dính đoàn này nó hai mặt luôn. Giá gửi tới các bác, giá đợt này gửi tới các bác rất là tốt luôn, chỉ có 20k thôi. 20k cho một cuộn băng keo trong hai mặt thế này, 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá. Kéo cắt cành trên cao rất tiện ích luôn. Con này thì các bác dùng để cắt cành trên cao, có kèm cả cưa và có cái đầu như này. Về nhà các bác xỏ vào cho em, xỏ vào cái xào nhà mình ấy. Giá sẽ là 130.000 nhá. 130k cho con kéo cành trên cao như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật hẳn hoi luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái con đèn thần tài nhá. Đèn thần tài. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 60.000 thôi. Đợt này về cho các bác giá tốt 60.000, trước là 65.000. Các bác nâng lên cho em này, sau đó thì mình tháo ra này. Đấy, ở đây thì các bác lắp ngược lại cái này cho em. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác cái công tắc này, bật thì công tắc này lên. Chạm nhẹ mà nó sẽ lên này. Chạm nó tắt này. Đấy, hoặc các bác có thể thổi được. Thổi theo kiểu như truyền thống là mình thổi đèn nến ấy. Đó. Nhưng mà trước khi muốn thổi nó lên ấy thì các bác phải bật cái công tắc này trước nhá, pin nó lên này, pin lên này, các bác thổi đi. Đó, các bác theo. Đó. Thì con này rất là tiện luôn. Giá sẽ là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Các bác có thể để trên ban thờ, nó chạy bằng pin, sạc pin thì rất là an toàn. Đấy, và có cả điều chỉnh chiết áp luôn, điều chỉnh sáng tối luôn. Đó, bật lên này. Bật lên cho em này. Đó. Đây. Con này thì đa di năng luôn, có cả điều chỉnh sáng tối nhá. Rất là sáng đấy các bạn. Mất điện các bác cũng có thể dùng ăn cơm ăn nước được. Đó, rất là tiện. Nói chung là sơ cua khi mất điện. Đó, đây. Rất là ngon lành luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Một con đèn thần tài như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 60.000 cho con đèn thần tài như này nhá, 60k. Rồi ok. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên shop lại về một số cái mã dây cáp sạc, thì em lại lên video gửi tới các bác này. Đấy. Dây cáp sạc thì hiện tại bây giờ em đang có tổng là 4 mẫu nhá. Tổng là 4 mẫu như này. Để gửi tới các bác này, đó, 4 mẫu dây cáp sạc luôn. Đó. Thì đầu tiên nó sẽ là cái dây sạc gầy như này. Con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho cái đầu dây sạc gầy như này. Cái này thì nó sẽ là 1 2 3 đầu sạc này. 3 đầu sạc, một chân đầu USB như này. Đó. Thì đây là cái dây thứ nhất nhá. Dây thứ nhất con này sẽ là 30.000. Đó. Tiếp theo là một cái dây sạc mà nó là có tới 4 đầu sạc luôn, và cái đầu này của nó bằng thép này. Đây. Đấy, đầu tiên của nó sẽ là đầu sạc iPhone này. Khi các bác dở ra thì nó sẽ là hai đầu sạc Type-C. Thì các bác dùng cho Type-C cũng được. Nó là dây của nó sẽ là dây chống rối như này. Dây chống rối này dùng rất là thích luôn. Nói chung là con này là đa di năng luôn, nó là một trong bốn luôn. Mà nó là sạc nhanh này, 27W Max Pro luôn. Đó, đây. Thì con này thì cực VIP rồi. Đó. Con này thì sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho cái các bác lên cho em là dây sạc 4 đầu. Con này thì đúng là nó có 4 đầu thật. 1 2 3 4, hai đầu Type-C, một đầu iPhone và một đầu USB như này. Dây sạc 4 đầu, giá sẽ là 35.000 nhá. 35.000. Tiếp theo thì em có các bác một cái dây sạc 100W. Con này thì nó có một cái cục nguồn ở đây để tự ngắt nhá.
dây sạc tự ngắt giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Đấy, dây sạc tự ngắt nó sẽ có hai đầu như này, 1 2 3 đầu, nó cũng 3 đầu nhá. Giá sẽ là 40.000. 40.000 các bác nhá. Đó, tự ngắt thế này. Tiếp theo thì em sẽ có cho các bác một cái mẫu dây sạc nữa, đó là cái dây sạc béo nhá, nó cũng 3 đầu. Đấy, cũng 3 đầu như này và một đầu cắm cũng bằng thép hết nhá, bằng thép hết, có đèn báo. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000. Đó, thì em bên em đang có là loại 30, 35, 40 và 50. Đấy. Cái dây đỏ này, dây đỏ là sạc gầy này. Đấy, thì có hai loại sạc gầy và sạc béo. Sạc gầy là 30, sạc béo là 50 này. Đó, đều là 3 đầu này. Tiếp theo là một cái sạc tự ngắt này. Cái này nó sẽ là sạc tự ngắt thì sẽ là 40.000. Đấy, sạc tự ngắt là 40.000. Ngoài ra thì nó sẽ có một con dây sạc đa năng 4 đầu nữa. Dây sạc đa năng 4 đầu thì con này sẽ là 35.000. Đấy, 35, 40. Con này là 30 này, một con 35 này, một con 40 và một con 50. Đó, có 4 cái dây sạc tất cả nhá. Bên em hiện tại là đang có 4 cái dây sạc như này. Tiếp theo thì một cái mẫu củ sạc nhanh của thương hiệu, dây sạc nhanh của thương hiệu iPhone. Đấy. Dây sạc nhanh, đấy. Đây, bao gồm cả dây cả củ như này, giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi, 55.000 nhá. Đó, 55.000. Một củ và một dây. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone 55.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái củ sạc đa năng. Cái này thì nó chỉ có củ không thôi. Đấy, chỉ có củ không thôi thì bắt buộc các bác phải mua một trong bốn cái dây này thì mình mới cắm điện thoại được. Đó. Thì các bác có thể là mua dây béo, dây gầy hoặc là cái dây đa năng này cũng được. Các bác có thể mua con dây đa năng này cũng được. Cắm ở đây cho em này. Đấy. Mua con dây đa năng này cắm ở đây cho em. Thì giá con này sẽ là 65.000 và cộng một cái dây này 35.000 nữa, chẳng hạn thế. Thì ví dụ các bác có con này rồi mà các bác có điện thoại iPhone thì cắm cái này. Mà điện thoại Samsung thì lại rút ra cắm cái này. Rất là tiện luôn. Đấy. Rất tiện nhá. Thì con này các bác lên cho em là củ sạc điện thoại, tức là cái này nó chỉ có củ thôi, không có dây nhá. Củ sạc đa năng, giá sẽ là 65.000. 65.000 cho con củ. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con củ sạc đa năng như này. Lên cho em là củ sạc đa năng, giá sẽ là 80k nhá. Đấy, con này giá sẽ là 80.000 các bác này. Đấy, em vừa nãy nói nhầm là 65.000, con này là 80.000. Rồi, ok. Hello em Phạm Huấn, chào các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like và nút đăng ký kênh ở bên góc trái màn hình và chia sẻ kênh giúp cho em để nhiều người biết tới shop Phạm Huấn nhiều hơn, cũng như là xem và mua các mặt hàng bên em. Em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam các bác nhá. Đó. Và đây là các cái mã hàng của bên em. Các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em đây. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ví đại bàng nhá. Ví đại bàng thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu da bò và màu đen như này. Đấy, màu da bò và màu đen. Các bác lên cho em là ví đại bàng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho một con ví đại bàng như này thôi. Giá chỉ có 100.000 thôi các bác nhá. 100.000 cho một con ví đại bàng như này. Hàng của Mỹ các bác này. Từ tuổi đời của nó là từ năm 1997 luôn. 1997 nhá. USA này các bác này, USA. Hàng của Mỹ dập chìm luôn. Con này thì cực kỳ là ngon, chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nhá, siêu mềm luôn. 100% da bò tự nhiên, siêu mềm luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác có thể cấu cào cạo thoải mái luôn, đốt thoải mái luôn. Đó. Đây, các bác trông em cào này nhưng mà một lúc sau cái nó lại phẳng lì luôn nhá. Đó. Thì nó sẽ có hai màu, màu da bò. Đấy, màu da bò và màu da bò và màu đen nhá. Đấy, hai màu, màu da bò và màu đen. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên hết. Hàng da bò nguyên miếng. Đấy. USA này các bác này. Đấy, USA. Thì bên em sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu da bò. Đấy, có hai màu, màu đen và màu da bò như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví đại bàng, giá chỉ có 100 cành thôi. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là ví đại bàng nhá. Đây. Ví đại bàng. Giá sẽ là 100k. 100k cho một con ví đại bàng như này nhá. 100.000 thôi. Đấy. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, chỉ có 100 cành thôi. 100k cho một con ví đại bàng như này. Hàng thì của Mỹ rồi, cực kỳ chất lượng này, sắc nét từ đường kim mũi chỉ nhá. Đấy, hình con đại bàng rất là đẹp luôn. Đấy, hình con đại bàng bằng đồng này, rất đẹp như này các bác nhá. 1997 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ví ô tô. Đấy, ví ô tô hàng của thương hiệu Toyota. Con này thì các bác có thể để bỏ đăng kiểm này,
đấy, giấy tờ xe này, nói chung là tất cả các cái giấy tờ xe các bác bỏ vào đây cho em. Hàng thì nó sẽ là chất liệu bằng da và của thương hiệu Toyota nhá. Toyota nó máy nó tặng cho người mua ô tô đấy, cho người mua ô tô, và bên em thanh lý lô được cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví 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 ô tô nhá, ví ô tô này. Ví ô tô giá sẽ là 50k nhá. Đấy, 50k cho một con ví ô tô này thôi. Đấy, bằng da mà giá chỉ có 50.000 thôi, giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Ví ô tô 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi da bò vuông nhá. Túi da bò vuông thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu nhá, hai mẫu. Đấy, túi da bò vuông nó sẽ có cho các bác là hai mẫu cho các bác luôn. Đó, hai mẫu. Đấy, một mẫu to, mẫu nhỏ nhá. Mẫu to này thì chiều cao là 25 cm. Đấy, còn bề rộng thì bằng nhau, bề rộng thì đều là 20 hết nhá. Một con là cao 25 và một con là cao 20 nhá, cao 20. Đấy. Thì các bác lên cho em là túi vuông to hoặc là túi vuông nhỏ nhá. Đấy. Túi vuông nhỏ này thì giá bên em đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 nhá. 135k nhá. 135k cho một cái con túi vuông nhỏ như này. Đấy, còn con túi vuông to này thì sẽ là 180.000. Đấy, vuông to 180.000. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nguyên miếng hết, về nhà các bác có thể cào cấu đốt điếc thoải mái cho em luôn. Đó, kích thước thì nó sẽ là cao hơn một chút thôi, còn chiều ngang và chiều rộng là như nhau. Đấy, nó chỉ cao hơn thôi. Con này nó cao hơn nhá. Đấy, còn con này thì nó cũng như nhau thôi. Đấy, bề ngang bề nghiếc nói chung là nó cũng tương đương như nhau. Kích thước kiểu dáng tương đương như nhau. Con này thì em chỉ có mỗi cái màu nâu này thôi. Đấy, màu nâu đen này thôi, còn con này thì có cả màu xanh nữa. Lên cho em là túi vuông nhá. Đấy, túi vuông thì bên shop sẽ có hai mẫu. Đó là túi vuông nhỏ này. Đấy, túi vuông nhỏ nhá. Túi vuông nhỏ sẽ là 135k, 135k. Và túi vuông to này, túi vuông to giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con túi vuông to. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác. Các bác lên mã giúp cho em đó là tô vít đen nhá. Tô vít đen trợ lực. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 100 giá của nó sẽ là 60.000 à. 60.000 cho một con vít đen trợ lực như này. Đấy, bao sẽ bao gồm cho các bác là một tô vít này. Đấy, một tô vít và một cái tay trợ lực như này. Giá sẽ là 60.000 các bác nhá. Giá 60.000. Đây. Một tô vít, một tay trợ lực, hàng cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đây, các bác chỉ cần sập này cho em này. Đấy. Nó sẽ có xoáy nhanh, có đảo chiều, có trợ lực hết cho các bác nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều, có trợ lực. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 đầu vít như này. 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Đấy, mỗi cây này sẽ là một đầu khác nhau thì nó sẽ có cho các bác là 12 đầu vít. Thì khi các bác dùng nó rất là tiện dụng luôn. Đấy, lên cho em là vít đen trợ lực, giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một cái bộ vít đen trợ lực như này nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá. Giá của nó sẽ là 50k này, 50k. Đó, 50k cho cái vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái lư đồng mini nhá, lư đồng mini như này. Đấy, nó chỉ bằng hai bàn tay này thôi. Thì để các bác có thể cho nhang vào đây các bác đốt này, cho nhang vào đây các bác đốt đây. Đây em bên em bán cái nhang hạc này. Đấy, cái nhang hạc này. Đấy, thì các bác có thể cho cái nhang này vào đây để mình đốt mình xông. Đấy, rất là tiện ích luôn nhá, để trên bàn thờ hoặc là để bàn uống nước, nói chung là để đâu cũng được. Đấy. Con này thì nó mini bằng hai ngón tay này thôi nhá. Giá thì các bác lên cho em là lư đồng mini, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cái lư đồng mini như này. 30.000 cái lư đồng mini. Còn cái nhang hương này thì sẽ là nhang hạc này thì sẽ là 60k nhá. 60k cho một hộp nhang hạc như này. Nhang hạc là 60.000, lư đồng là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đấy, tức là cái đầu này thì các bác xoáy vào đuôi luôn, xoáy vào cái đuôi cũ nhà mình, sau đó thì các bác xoáy bóng lên chồng lên đây cho em. Đó là cái này nó sẽ cảm biến luôn nhá. Có người đi đến thì nó sẽ sáng và đi qua thì nó sẽ tắt, thì nó rất là tiện ích luôn. Ban ngày ban đêm đều dùng được cả nhá. Lên cho em là đuôi đèn cảm biến nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá. 60.000 cho cái đuôi đèn cảm biến như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Đây, kẹo sâm Hàn Quốc như này. Một bịch này của nó là 500g, 500g tức là 5 lạng. Đấy, 500g. 500 lạng, 500g nhá, 500g là 5 lạng. Đấy. Chất liệu thì được làm 100% là từ nguyên nguyên sinh nhá, sâm nguyên sinh Hàn Quốc đây. Đấy. Hàng made in Korea này, made in Korea, hàng chuẩn Hàn Quốc luôn. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Giá thì sẽ là 90k nhá. 90k cho một gói sâm Hàn Quốc như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kẹo sâm Hàn Quốc nhá, kẹo sâm nhá. Giá sẽ là 90.000 cho một gói kẹo sâm như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 lạng luôn, 5 lạng 90.000 cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc nhá, rất nhiều calo, rất là tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ nồi nhá, mũ nồi. Đấy thì
mũ nồi da như này, và bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Mũ nồi da rất là đẹp luôn đây các bạn này. Đấy, đội vào thì rất là xịn sò luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đó, giá thì chỉ có 100 cành cho con mũ nồi như này thôi. Giá chỉ có 100k cho con mũ nồi thôi. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem luôn. Đấy, rất đẹp luôn đây các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Chất da của nó thì mềm mịn nhẹ nhàng nhá, rất là đẹp luôn, và đội cực kỳ là ôm đầu, ôm form, ôm dáng luôn. Đấy, và nó có cái độ co giãn nhất định, cho nên là các bác có thể dùng người đầu to, đầu nhỏ đều dùng được hết nhá, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000, có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Đó. Thì con này của nó thì bên trong của nó sẽ có lót một cái lớp bông như này, một cái lớp bông mềm và lưới thoáng như này, cho nên là rất là thoáng khí luôn. Và cái này nó có cao su cho nên nó có cái độ co giãn nhất định nhá. Các bác đầu to đầu nhỏ là đội vừa hết luôn. Đấy, có hai màu, màu đen và màu nâu như này nhá, màu đen màu nâu. Lên cho em là mũ nồi nhá, mũ nồi. Giá thì sẽ là các bác lên cho em là mũ nồi, giá sẽ là 100k nhá. Đấy, mũ nồi này. Mũ nồi da, giá sẽ là 100.000 nhá. 100k cho một con mũ nồi như này. Đấy, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chổi đánh dỉ các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là chổi đánh dỉ. Bên em về một cái mã rất mới nha, các bác lên mã giúp cho em là chổi thép nhá, chổi thép. Đấy, con này thì nó sẽ là bằng những cái sợi thép như này, bằng những cái sợi thép như này. Thì các bác có thể dùng để mình kỳ cọ xong nồi nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc các cái bề mặt mà chậu rửa inox các thứ là dùng là rất là ok nhá, chậu rửa inox các thứ là rất là ok luôn. Cái này các bác lên cho em là chổi thép nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k nhá. Lên cho em là chổi thép này. Chổi thép giá của nó sẽ là 20k cho một con chổi thép như này. Giá sẽ là 20.000. Đây, đấy. Và đầu này của nó thì sẽ là treo như này và chiều dài của nó khoảng 20cm. Thì các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ xong nồi các thứ cũng ok. Dầu mỡ vẫn bám vào và dính. Hôm nay người nấu ăn ghét nhất việc rửa nồi. Cái bàn chải này tôi rất thích dùng. Trước đây khi dùng cục thép không gì này, dầu mỡ vẫn bám vào và dính tay. Nhưng loại này có tay cầm dài bằng thép không gì. Các chi tiết được làm rất tốt, dùng nó để chùi nồi rất sạch sẽ, chùi chén và cốc cũng rất tiện lợi. Nhưng phần không thể chùi được ở đáy, dùng nó cũng dễ dàng xử lý, không để lại dầu mỡ và không dễ bị hỏng. Đó. Người nấu ăn ghét nhất. Giá sẽ là 20k nhé. Lên mã giúp em là chổi thép, giá sẽ là 20.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã đó là chổi cọ dỉ này. Đấy, các bác ví dụ như là xoong nồi này bị dỉ sét này, sân sướng bị rêu mốc này, rồi nói chung là các bác dùng đa di năng luôn, thì cọ các cái bề mặt hoặc là đánh cho nó khỏi bị rêu mốc hoặc là bẩn hoặc là bụi bẩn bám. Lên cho em là chổi cọ dỉ, giá sẽ là 15k nhá. 15k cho cái mã chổi cọ dỉ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cọ xoong nồi nhá, cọ xoong nồi. Con này thì giá cũng là 15.000. Con này thì các bác chuyên dùng để mình kỳ cọ xoong nồi cho em thì đơn giản lắm. Các bác chỉ cần là xoáy cái này ra này, sau đó thì mình cho cái nước rửa bát vào đây, cho nước rửa bát vào đây thì mình có thể dùng để mình nhấm như này là nó sẽ nước rửa bát nó sẽ cấp ra vào cái đầu này. Thì các bác có thể dùng để mình đánh này, kỳ cọ xoong nồi, rửa bát, rửa đũa cũng rất là ok. Lên cho em là cọ xoong nồi nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái cọ xoong nồi như này, 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái sản phẩm đó là cái đây. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là khăn rửa bát nhá, khăn rửa bát. Đây, đây nó sẽ là một cái khăn như này. Nó sẽ là một cái khăn nó dạng như là nó bằng cái dạng như là cái bằng lưới như này. Cái này thì không dính cơm, không dính rau, không dính thức ăn vào đây, dùng rất là tiện luôn. Đấy, thì các bác có thể dùng là mình để mình rửa bát này, cũng rửa bát được mà đánh xoong đánh nồi kỳ cọ cũng rất là ok. Đấy. Thì con này cái kích thước của nó sẽ là 20x20 nhá. Con này các bác dùng để rửa bát này. Đấy, nó không bị rối này, các bác thấy không? Vò vào thì nó lại bung ra như này. Nó không bị rối, không bị dính rau dợ cơm nước mà nó có một cái độ ma sát nhất định, cho nên khi các bác kỳ cọ bát đũa xoong nồi thì nó rất là bám luôn. Đấy, lên cho em là khăn rửa bát nhá, khăn rửa bát 10.000 ba chiếc. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, lên cho em là khăn rửa bát này. Khăn rửa bát. Đấy, khăn rửa bát giá sẽ là 10k trên 3 cái. Đấy, các bác cứ mua cho em là 10.000 ba cái trở lên là ok. 10.000 ba cái, còn nếu các bác mua 20.000 nhá. Đấy, mua một chục đi. Mua một chục thì còn nếu các bác mua cả chục để dùng dần thì bên em sẽ bán cho các bác với giá đó là 25.000 một chục cái luôn. Đấy, các bác cứ mua cho em một chục chiếc như này, 25.000 dùng cả năm luôn. Dùng cả năm, một năm này sang năm khác luôn nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. 25.000 một chục nhá. 10.000 ba chiếc nhá. Đấy, lên cho em là khăn rửa bát 10.000 ba cái và 25k.
25k trên 10 cái nhá. 25.000 trên 10 cái cho các bác luôn. 25.000 trên 10 cái. Đây, các bác sẽ xem một cái video thực tế đây này, có luôn này các bác. Dùng. Trước đây, hôm nay tôi mới phát hiện có loại khăn rửa chén bằng dây thép này. Đấy. Nó không chỉ tránh được tình trạng dính đồ ăn thừa, mà còn giúp lớp chống dính của chảo không bị sức như khi sử dụng muối cọ xong bằng thép truyền thống. Đây, khả năng ma sát mạnh mẽ của khăn giúp làm sạch hiệu quả mà không tốn nhiều sức. Đặc biệt, nó có thể ôm sát theo hình dạng của đồ vật muốn cọ rửa. Sau khi sử dụng, có thể dễ dàng giặt sạch và tái sử dụng. Hôm nay tôi mới phát hiện có loại khăn rửa chén bằng dây thép này. Nó không chỉ tránh được tình trạng dính đồ ăn thừa, mà còn giúp lớp chống dính của chảo không bị sức như khi sử dụng muối cọ xong bằng thép truyền thống. Khả năng ma sát mạnh mẽ của khăn giúp làm sạch hiệu quả mà không tốn nhiều sức. Đấy. Đặc biệt, nó có thể ôm sát theo hình dạng của đồ vật muốn cọ rửa. Rất là tiện các bác nhá. Đây, nó là cái dạng sợi thép các bác nhá, dạng sợi thép này. Đấy, có cái độ đàn hồi co giãn nhất định nên các bác dùng nó rất là thích. 25.000 một chục, giá siêu rẻ luôn. 25.000 cho một chục cái nhá. Đấy, 10.000 ba cái, 25.000 một chục. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bọc yên xe đây. Bọc yên xe như này, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng cước nhá, bằng cước và nó khá là dày, hai lớp đấy, hai lớp khá là dày, thì khi mà các bác mùa hè mùa đông dùng đều ok hết nhá. Mùa hè mùa mưa thì nước sẽ lọt xuống dưới, các bác dùng yên không bị ướt này. Còn mùa hè thì các bác ngồi lên yên xe không bị nóng và vừa đẹp vừa bảo vệ được yên luôn đấy. Giá thì sẽ là cái này thì đợt này giá sẽ là 45k nhá, 45.000, giá tốt cho các bác luôn. Đấy, nó có dây chun co giãn, xe SH, xe to, xe nhỏ đều dùng được hết nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đèn dầu các bác này, đèn dầu. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng bằng thép và sơn giả cổ rất là đẹp luôn. Đấy, sơn giả cổ như này. Thì các bác có thể dùng để mình decor trang trí này. Đấy, decor trang trí ở các cái khu vực cũng rất là tiện luôn. Có cái phần này để các bác châm dầu vào đây thì em đổ dầu vào đây nhá, đổ dầu vào đây xoáy nắp lại này. Đấy, có bấc để đẩy lên nhá. Đấy, có bấc biếc đẩy lên cho các bác online luôn. Đây, châm dầu châm giếc vào đây cho em. Đây, có bấc đẩy bấc lên này, đẩy bấc lên cho em. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá, 130.000 đó. Và có lẫy đây, có lẫy các bác đẩy cái lẫy này lên cho em này, đẩy cái lẫy này lên, sau đó thì mình châm lửa vào, sau đó thì mình lại gạt cái lẫy này xuống cho em đó. Đẩy lẫy này lên mình châm lửa vào đây nhá, châm lửa vào đây cho em, sau đó thì mình lại gạt cái lẫy này xuống. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng thì mình có thể kéo lệch như này thì mình châm được. Nói chung là đa di năng luôn, nó rất là tiện nhá, rất là đẹp luôn. Chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 30cm, rất là đẹp như này, bằng thép sơn giả cổ. Lên mã giúp cho em đó là đèn dầu. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho con đèn dầu như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi gạt kính nhá, chổi gạt kính như này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình gạt kính này, hoặc là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, nói chung là các cái bề mặt phẳng là các bác gạt được hết nhá. Lên cho em là chổi gạt kính này. Các bác lên cho em là chổi gạt kính nhá, 20k trên một chiếc này thôi, giá thanh lý cực rẻ luôn. Đấy, 50k trên 3 cái nhá. Đấy, 50k là bằng 3 cái luôn nhá. 50.000 3 cái. Đấy, còn lại là nếu mà các bác mua lẻ thì sẽ là 20.000 một chiếc nhá, 20.000 một chiếc. Chiều dài của cái phần gạt này thì nó tầm vào khoảng là 25cm, còn phần cán này vào khoảng là 30cm. Dùng để mình gạt kỳ cọ rất là tiện luôn. Lên cho em là chổi gạt kính các bác nhá. Đó, chổi gạt kính. Giá sẽ là 20k một cái và 50.000 ba cái. Hello chào các bác nhá, em Phạm Huấn quay trở lại với các bác đây. Lần đầu tiên em xin gửi lời chào tới tất toàn thể quý cô bác anh chị và các bạn đã cùng xem kênh của shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh mà yêu mến em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác nhớ cho em xin một nút like nhé. Đấy, yêu mến em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các bác có thể chia sẻ kênh hoặc là trên Facebook để nhiều quý khán giả biết tới shop nhiều hơn, và cũng như là cập nhật các cái video mới của em nhé. Đấy, các bác nhớ đăng ký kênh. Thì khi các bác đăng ký kênh thì các bác sẽ cập nhật được nhiều cái video mới của shop đăng lên và nhiều các cái mã mặt hàng giảm giá cho các bác nhé. Cũng như là các bác có thể xem đi xem lại được các video để cập nhật được các mặt hàng, một số sản phẩm mới và một số sản phẩm thanh lý nhá. Đấy, thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phích đun sôi này. Phích đun sôi thì con này thì em không biết là nó lỗi ở đâu như nào thì em cũng không biết được nhá. Đấy, thì con này bên em sẽ thanh lý cho các bác cái giá đó là đây, còn một con phích đun sôi như này, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 70k nhá, 70k. Đấy, thì không biết nó lỗi lầm như nào thì về nhà các bác có thể sửa chữa chế cháo được nhá. Còn con này bên em đang bán là 180.000, thanh lý nốt cho bác với giá là 70.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là có một cái đôi dép da bò nhá. Đôi dép da bò, con này thì nó sẽ là cỡ 42. Hàng này thì đã qua sử dụng nhưng mà độ mới của nó còn khoảng là 90%, 90%.
Đấy, trước khi em gửi cho bác thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ, đánh xi siếc ngon lành. Chất liệu của nó thì nó sẽ là da bò nhá. Đấy, chất liệu của nó là da bò, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, da bò nhá, hàng rất cao cấp cho bác luôn. Con này thì giá mới của nó thì nó vào khoảng là 1 triệu. Đấy, bên em thanh lý cho bác với giá đó là 250.000 nhá, 250.000. Lên mã giúp cho em đó là đôi dép da bò nhá, 250k. Đấy thì em có một đôi thôi, có một đôi thôi. Thanh lý cho bác với giá là 250.000. Các bác chuyển khoản hết thì bên em mới đi hàng nhá. Cỡ 42 nhá. Đấy, cỡ 42. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã mới tinh, đó là cái điện thoại 3 sim nhá. Đấy, con điện thoại 3 sim. Hàng thì to, đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Pin cực kỳ trâu, pin các bác dùng cho em cả tuần đến 10 ngày nhá. Pin của nó là pin trâu đấy các bác này. Đấy. Pin này các bác cứ dùng cho em khoảng 10 ngày, 2500 mAh. Nếu mà nghe gọi thì cứ dùng cho em 10 ngày liên tục các bạn. Đấy. Hàng thì bàn phím nổ nhá, số to rõ ràng nhá. Và hàng của nó là hàng 3 sim, có cả một cái đèn LED rất là to nhá. Hàng 3 sim cho các bác luôn. Đấy, và chân sạc thì nó sẽ là chân sạc phổ thông. Hàng của công ty nhá, hàng công ty cho nên các bác yên tâm sử dụng. Hộp biếc đàng thứ, các thứ đàng hoàng, bảo hành cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Đây. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em nhá, lắp pin vào cho em. Đấy. Con này nó sẽ là một cái dòng 3 sim cực kỳ là chất lượng các bạn, 3 sim cực kỳ chất lượng đây. Các bác tháo cái ốp đằng sau này ra này. Đấy, tháo ốp đằng sau này ra để các bác lắp pin vào cho em. Đây. Đây có cái lẫy này, các bác tháo ốp ra. Nó sẽ có cho các bác là 3 khay sim và một khay thẻ nhớ nhá, 3 khay sim một khay thẻ nhớ. Thì các bác có thể dùng để nghe nhạc hoặc là đàm thoại các thứ cũng rất là ok. Con này thì có cả chụp ảnh luôn, thì không biết là có chụp ảnh không thì để em sẽ test cho các bác xem luôn. Đó, ưu điểm của nó là 3 sim luôn thì các bác dùng đấy, pin của nó là pin trâu nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 3 sim này. Đấy, điện thoại 3 sim. Đấy, có cả chụp ảnh luôn các bác nhá, có cả chụp ảnh luôn. Đấy, bật nguồn khởi động là lên luôn các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Bàn phím nổi số to nhá, bàn phím nổi số to. Thì các bác người già dùng nó rất là tiện ích. Và dòng này của nó sẽ là cái dòng 4G các bác nhá, dòng 4G có cả chụp ảnh luôn các bác này. Đấy, chụp ảnh thì nói chung là nó thôi, nó cũng gọi là để cho có thôi. Đấy, chứ còn nó cũng không được xuất sắc đâu. Đó. Dòng này nó sẽ là dòng 4G cho nên là các bác lắp sim đời mới và là dùng ok nhá, sim đời mới dùng ok. Lên mã giúp cho em là điện thoại 3 sim. Giá sẽ là điện thoại 3 sim này. Giá sẽ là 280.000 nhá, 280k và bên em sẽ bao ship nhá. 280.000 và bao ship cho một con điện thoại 3 sim như này. Hàng cam kết ngon lành, pin trâu. Pin này các bác có thể sử dụng cho em liên tục trong vòng từ 7 đến 10 ngày nhá. Điện thoại 3 sim 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Automat, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy. Automat hàng nội địa của Nhật, đa số của nó sẽ là hàng của Natina nhé, hàng của Natina, hàng made in Japan này, nội địa của Nhật, made in Japan cho các bác luôn, đó made in Japan nhé. Hàng đều là hàng 3 nút chống chập, chống giật, chống quá tải, 40A dòng dò là 10, 40A dòng dò của nó sẽ là dòng dò của nó sẽ là 30 mA, đấy 40A dòng dò 30 mA, hàng made in Japan, đấy con này giá sẽ là 180k nhé. Các bác lên cho em đó là át đại nhá, át đại 180.000, 180.000 chống chập giật quá tải cho bác luôn. Đây, chống chập nó sẽ nhảy các bác này. Đấy, chống chập nó sẽ nhảy này các bác này. Đấy, hàng 3 nút chập giật quá tải cho các bác luôn, 180.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con át đảo chiều nhá. Át đảo chiều 63A, át đảo chiều 63A nhá, 63A át đảo chiều. Đấy, còn con này của nó sẽ là dòng 40A nhá, dòng 40A. Đấy thì các bác lên cho em là át 40A. Con này thì S63A đảo chiều, giá sẽ là 110k nhé, 110k. Đấy, con này thì đảo chiều thì các bác cứ dùng cho em là nóng lạnh này. Đấy, dùng cho em là nhà 2 công tơ này, nhà 2 công tơ hoặc là các bác có các cái nguồn như là máy phát thì các bác có thể dùng đảo chiều, có lẫy gài cái thứ đàng hoàng. Đấy, các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái máy đồng hồ nhá, kim kiếc các thứ đầy đủ luôn. Kim kiếc phụ kiện các thứ đầy đủ, về nhà các bác chỉ cần lắp kim vào đây cho em, sau đó thì mình xoáy nấc vào cho em là xong. Đó. Và các bác lắp cho em pin vào nhá, lắp pin vào là đồng hồ sẽ chạy thôi. Đấy thì giá bên shop đang gửi tới các bác một cái máy đồng hồ như này giá sẽ là 40.000 nhá. Lên mã giúp cho em là máy đồng hồ, giá sẽ là 40k một chiếc, 40k cho một con. Thì đồng hồ các bác bị hỏng thì các bác có thể sửa chữa thay tháo vào cho em nhá. Máy đồng hồ 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kính lúp nhá. Bên em bán thì nó sẽ không kèm pin đâu, còn các bác muốn có pin thì về nhà các bác tự mua thêm pin các bác lắp vào thôi. Đấy, bên em bán là sẽ không kèm pin nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là đèn sáng như này luôn, có đèn sáng này các bác này. Đấy, bật lên có đèn sáng, bên em bán là không kèm pin nhá. Đấy thì các bác dùng nó rất là tiện luôn, đây các bác này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kính lúp nhá, kính lúp. Giá sẽ là 70k cho một con kính lúp như này nhá. Lên cho em là kính lúp, giá sẽ là 70k cho một con kính lúp như này, không có pin nhá, không có pin. Kính lúp 70.000. Tiếp theo thì
nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bút lông dầu nhá. Các bác lên trang là bút lông. Bên shop về nó sẽ có hai màu, đó là màu đỏ và màu xanh. Đấy, màu đỏ và màu xanh. Một hộp này của nó thì sẽ là 10 chiếc nhá. Một hộp này sẽ là 10 chiếc cho các bác này. Đấy, một hộp sẽ là 10 chiếc. 10 chiếc như này, có màu đỏ màu xanh. Bút lông dầu hàng của Thiên Long nhá. Đấy, bút dầu lông dầu hàng của Thiên Long. Đấy, bút mực của Thiên Long thì các bác biết rồi, yên tâm sử dụng nhá. Đây, hàng của Thiên Long chứ không phải cái hàng nhái ở ngoài thị trường đâu. Đấy, dùng rất là ngon luôn, lông dầu dùng rất là ngon nhá. Lên mã giúp cho em đó là bút lông nhá, bút lông. Đấy, bút lông như này và có màu đỏ và màu xanh nhá, bút lông có màu đỏ và màu xanh. Thì bên shop sẽ bán cho các bác với giá là 20k trên 3 cái nhá. Đấy, 20.000 3 cái. Còn các bác mua cả hộp như này 10 cái thì giá sẽ là tốt hơn nhá. Đấy, cả hộp như này là 10 cái thì giá thì chỉ có 50k thôi. 50k trên một hộp nhá. 50.000 trên một hộp. Đấy, 50.000 trên một hộp. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bút lông nhá. Bút lông. Con này thì nó sẽ có hai đầu, một đầu to và một đầu nhỏ này. Đấy, một đầu to, một đầu nhỏ như này. Đấy. Giá thì cực kỳ là tốt cho các bác nhá. Đấy. Giá sẽ là 50.000 cho một hộp như này. 50.000 một hộp, tức là mua một hộp này là 10 chiếc thì giá chỉ có cho các bác là 10 bút, giá thì chỉ có 5.000 thôi. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá, 20.000 3 cái. Và bên shop về nó sẽ có màu đỏ và màu xanh. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy, các bác dùng nó rất là tiện. Đây. Đấy, em cũng đang dùng đây các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đây. Nó sẽ là một cái dạng nhẫn đồng hồ như này các bác này. Đấy, lên cho em là nhẫn đồng hồ nhá. Đây, nhẫn đồng hồ này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái nhẫn đồng hồ này, giá của nó sẽ là đây, nhẫn đồng hồ như này. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Kích thước của nó thì sẽ là vừa xinh, hàng chạy bằng pin nhá, hàng chạy bằng pin. Đây, các bác đeo vào nó rất là xinh luôn. Đấy, rất là xinh như này. Rất đẹp các bác này. Vừa là nhẫn trang trí, vừa là đồng hồ luôn, rất xịn sò con bò nhá. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn nhẫn đồng hồ vuông nhá, nhẫn đồng hồ vuông. Đấy. Nhẫn đồng hồ vuông như này giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. Đấy, 40.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ như này. Đấy. Lên cho em là nhẫn đồng hồ vuông nhá. Đấy. Nhẫn đồng hồ vuông. Giá sẽ là nhẫn đồng hồ vuông, giá sẽ là, các bác lên cho em là nhẫn đồng hồ giá sẽ là 35.000 một chiếc nhá. 35k cho một con nhẫn đồng hồ như này thôi. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đó, nhẫn đồng hồ vuông này. Nhẫn đồng hồ vuông giá sẽ là 35.000 một chiếc. 35.000 cho một con nhẫn đồng hồ vuông như này, hàng rất đẹp luôn. Đó. Hàng này thì chấm hết luôn các bác nhá. Chấm hết luôn, khỏi phải bàn luôn. Nhẫn đồng hồ vuông. Đấy, giá sẽ là 35k một chiếc này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ ô tô nhá, đồng hồ ô tô. Con này thì gọi là đồng hồ ô tô thôi chứ còn các bác dùng vào đâu cũng được. Đấy, dùng vào đâu cũng được chứ không nhất thiết là phải trên ô tô. Giá sẽ là 40.000 cho một con đồng hồ ô tô như này. Nó sẽ có kèm cho các bác là một cái miếng dán như này nhá. Một cái miếng dán như này, về nhà các bác bóc cái này ra cho em này. Bóc cái này ra cho em. Sau đó thì mình dán trực tiếp lên cái phần đít này. Sau đó thì đấy thì rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Mặt của nó mặt vàng rất là đẹp này. Thì các bác có thể dùng để mình dán lên trên ô tô này, hoặc là dán lên trên kệ giá sách này. Nói chung là đa di năng luôn. Màu vàng rất là đẹp luôn nhá. Màu vàng gold cực đẹp luôn. Đấy, lên cho em là đồng hồ ô tô nhá. Đồng hồ ô tô giá sẽ là 40k một chiếc thôi. 40.000 trên một chiếc đồng hồ ô tô như này. 40.000 một chiếc nhá. Đấy, giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Đấy, bằng kim loại hết nhá, bằng kim loại cực kỳ đẹp luôn. Giá thì chỉ có 40 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình dán lên ô tô này, hoặc là dán lên bàn học này, bàn trang điểm này, hoặc là tủ sách này, để các bác có thể quan sát được giờ một cách tiện ích luôn. Đấy, rất đẹp nhá. Giá sẽ là 40.000. Đồng hồ ô tô giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái một cái mã đồng hồ nữa. Đó là cái đồng hồ đây. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý. Đấy, đây nó sẽ là một cái viên đá xoay như này các bác này. Đấy. Một cái viên đá xoay như này rất là đẹp luôn. Đó, và các bác mở ra này cho em này. Mở ra này cho em. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim hết nhá, bằng hợp kim hết. Đây, có lẫy như này nhá. Đấy. Hoặc là lên cho em là đồng hồ đá quý cũng được, hoặc đồng hồ dây chuyền được nhá. Đấy, xoay này rất đẹp luôn này. Đó, có dây chuyền đeo như này. Các bác có thể đeo vào trong cổ này. Đấy, đeo cổ, hoặc là các bác có thể là đeo vào thắt lưng cũng được, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đây. Xoay này các bác này. Lên cho em là đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý. Đấy. Đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý, giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một con đồng hồ đá quý như này. Đồng hồ đá quý giá sẽ là 60k, mở ra này. Rất đẹp luôn, có dây chuyền như này. Đấy, có dây chuyền này rất là đẹp nhá. Đồng hồ đá quý
giá của nó sẽ là 60k một chiếc. Đấy, đồng hồ đá quý nhá, giá sẽ là 60.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đá màu xanh và một cái đá màu đỏ như này. Đấy, một cái đá màu xanh, một cái đá màu đỏ như này các bác này. Đấy, đá màu xanh, đá màu đỏ này thì các bác có thể là báo bên em gửi màu xanh hoặc màu đỏ hoặc là gửi màu ngẫu nhiên nhá. Đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý, giá sẽ là 60.000. Đấy, đồng hồ đá quý này, giá sẽ là 60k nhá. Đồng hồ đá quý có màu xanh màu đỏ, giá sẽ là 60k nha. 60k trong con đồng hồ đá quý như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vỉ kim vàng nha. Hàng này hàng hot của bên em luôn. Vỉ kim vàng như này. Hàng này thì lấy trong cái sợi chỉ đâu. Cái sợi chỉ đâu. Xé đại ra, xé đầy những dây cũng được. Dòng này của nó thì sẽ là 2 4 6 8 10 12. Đấy, 12 chiếc, 12 chiếc cho một cái ấy như này. Đây nhá, một cái sợi chỉ màu hồng như này các bác này. Đấy, thì đây. Đây ví dụ một cái sợi chỉ siêu nhỏ luôn, siêu nhỏ như này nhá. Thì khi các bác chỉ cần là đặt vào kim này, các kéo đi là nó sẽ vào này. Đây. Đấy, đặt vào kim này, kéo ngược lên là sẽ vào luôn. Đấy, vào rồi này các bác này. Rất nhanh luôn nhá. Đây vào luôn đây này. Đấy, vào luôn các bác thấy không? Đây. Để em kéo lại cho bác xem nhá. Đây. Đấy, các bác chỉ cần là cầm tay theo cái hình như này. Sau đó thì các bác đặt vào đây. Đặt vào đầu kim này, đặt vào đầu kim như này, kéo phát vào luôn, nhanh trong vòng không phải bao nhiêu giây luôn. Đó, rất là tiện luôn. Đấy thì lên cho em là vỉ kim vàng nhá. Giá thì chỉ có 15k thôi. 15.000 mà tới 12 chiếc, nói chung là nó vào trên 1.000 một tí, nó cũng rất hợp lý luôn. Một vỉ này 12 chiếc dùng cả đời luôn, cả ông cả bà dùng thay nhau dùng nhá. Đó. Thì giá thì chỉ có 15k thôi, 15k cho một vỉ kim như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vỉ kim vàng nhá. Giá sẽ là 15k nhá. 15k cho một vỉ kim vàng như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, rồi ok. Hello các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng thì từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Cho nên là các bác cứ yên tâm mua từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship các bác nhá. Đấy. Bên shop về cho bác một cái mẫu đó là cái chổi lau nhà, các bác lên cho em đó là chổi các bác lên mã giúp cho em là thùng lau nhà nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. Đấy, hàng này về dày dẫn chắc chắn hơn, hàng của công ty dày dẫn chắc chắn lắm các bác. Đấy, có thể đẩy đi đẩy lại như này và có quai sách như này nhá. 250.000 là bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em đó là thùng lau nhà nhá, thùng lau nhà, thùng lau nhà. Giá của nó sẽ là 250k, 250.000. Đấy, rất dày, rất chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây khi các bác nhận hàng thì các bác sẽ được nhận được hai cái miếng lau như này nhá, hai miếng lau, một cái miếng lau bông mịn như này và một cái miếng lau siêu thấm nước như này các bác này. Đấy. Tiếp theo là cái phần lắp này. Lắp ráp thì các bác cứ lắp vào như bình thường thôi. Nói chung là cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Lắp ráp cái này thì ai cũng biết lắp rồi. Đấy, ai cũng biết lắp rồi, nó rất là đơn giản, nó không có cái gì là phức tạp cả. Đấy, đây là cái bộ lắp của nó này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là từ 2 mét chiều dài của nó thì khoảng từ 1m3 đến 1m tầm 1m3 đến 1m1 đến 1m3 thì đấy các bác nhá. Đấy, các bác lắp cái này vào đây chưa nhá. Cái này thì các bác xả ra này. Đấy. Đây thì nó sẽ dài như này, con này là khá dài luôn. Nó sẽ là tầm khoảng 1m tầm khoảng 1m 2m3 rồi. Đấy, các bác lắp cái này vào chưa. Đó. Và mình ấn cái này lên này. Sau đó thì mình lắp thêm cái này vào này. Đấy, lắp cái này vào. Đó. Thì lưu ý các bác là các bác mà muốn vắt nó dễ vắt thì nó phải có xà bông. Đấy, nó phải có xà bông nhá. Đấy, đây các bác ấn cái này vào cho em, ấn cái này vào. Đó, ấn cái này vào cho em là xong. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. À 250.000 đây. Khi các bác lau thì các bác vắt thì các bác xả cái này xuống cho em này. Đấy, đây. Vắt rất là ngon luôn các bác nhá. Vắt rất là ngon luôn, các bác theo. Đây. Đấy, vắt rất là ngon luôn. Đó, đây. Vắt rất là ngon luôn các bác thấy không? Con này dùng cực kỳ là đã luôn, hàng dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành luôn. Lại được tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa. Tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa các bác này. Rất ngon lành luôn các bác nhá. Đó. Các bác cho nước, cho xà bông các kiểu đã con là điều vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà nhá, thùng lau nhà. Giá sẽ là 250.000. Hàng lô này về thì nó khá là dày dẫn chắc chắn nên là cái giá nó sẽ cao hơn một chút các bác nhá. Và nó cũng rất là gọn gàng luôn, rất gọn gàng các bạn. Đấy, rất gọn. Em có thể tháo ra để hết vào trong này được, rất là ok cho các bác nhá. Giá thì rất hợp lý rồi.
chỉ có cho các bác là 250.000 thôi, đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đây, rất gọn gàng các bác. Đấy, 250.000 bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái mã hàng mới tiếp tục của shop, đó là súng bắn keo nến nhá, súng bắn keo nến như này. Đấy, con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V, điện 220V. Đấy, từ 100 đến 240V, công suất của nó sẽ là 20W nhá, 20W như này. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác một cái lẫy này, có một cái lẫy như này các bác này. Đấy, có cái lẫy này để các bác lắp vào đây để mình để nhá. Đấy, để mình để như này. Đấy, mình để như này. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Đó, thì dây cáp của nó đây, con này thì sử dụng 20W và điện từ 100 đến 240V, nên là các bác dùng điện nào cũng ok thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là súng keo nến nhá, súng keo nến giá sẽ là 40.000 cho một cái súng keo nến này thôi, giá chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em là súng bắn keo nến, giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là súng bắn keo nến này, giá sẽ là 40k cho một cái súng keo nến như này, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm mới, đó là cái mic không dây nhá. Đấy, mic karaoke không dây. Đấy, các bác lên cho em là mic karaoke không dây. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 90.000 cho con mic karaoke không dây này thôi. Nó sẽ có sẵn pin thì các bác rồi, các bác chỉ cần là bật lên cho em này. Đấy, bật lên là mình có thể sử dụng được rồi các bác nhá. Đấy, có nút nguồn ở đây này, các bác bật nguồn lên, đó, bật nguồn lên là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện nha. Thì các bác có thể mang đi để đi du lịch, để đi chơi này, hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, alo. Đó, thì cái chất âm của nó rất là hay, đầm ấm và vang. Thì các bác có thể bắt Bluetooth vào đây, thì mình vừa là nghe nhạc cũng được, vừa nghe nhạc hoặc là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là hay luôn. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo, alo. Đó, nó cũng khá là to luôn nhá. Đấy, có tăng giảm âm lượng ở đây này. Alo, alo, đó. Đầy đủ các chức năng cho các bác luôn. Đó. Alo, 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 1, 2, 3, 4, alo. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một con mic như này. Thì con này các bác có thể cắm thẻ nhớ để nghe nhạc này, cắm loa jack 3.5 này, cắm USB này. Nói chung là hàng đa chức năng luôn, đa chức năng cho các bác luôn. Vừa là loa Bluetooth, vừa là để nghe nhạc này. Nói chung là đa di năng luôn nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là đi 90k thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là, đấy, cái này là các bác tắt nguồn đi cho em. Đấy, giữ cái nút, giữ lì cái nút nguồn này cho nó tắt đi cho em này. Đấy, tắt đi cho em. Đó, lên mã giúp cho em đó là, các bác lên cho em đó là mic karaoke không dây nhá. Đó, mic karaoke không dây, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con mic karaoke không dây như này, giá sẽ là 90.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các mã sản phẩm, đó là cái con máy tăng đơ của thương hiệu Philips nhá. Đấy, tăng đơ cắt tóc, hàng của Philips chính hãng luôn. Giá sẽ là 170k nhá. 170k. Đấy, lên mã cho em là tăng đơ Philips, giá sẽ là 170.000. Hàng của hãng cực kỳ chất cho các bác luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là combo là một tăng đơ này, một bộ cữ này, một bộ cữ là bao gồm là 4 cữ này, một bộ bao gồm 4 cữ. Tức là các bác có thể lắp đảo chiều đi, bên này thì sẽ là 12, bên này là 6 này. Đấy, và bên này là 6 và 3 này. Đấy, nôm na nó là hai chiều khác nhau. Đấy, một cái củ sạc cực kỳ khủng luôn. Hàng của hãng nặng chỉ trịch luôn nhá. Đó, hàng Philips chính hãng, rất nặng luôn. Và nhân vật chính của chúng ta đó là em máy đây. Đấy, một em máy như này, hàng của thương hiệu Philips này. Dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Ưu điểm của dòng này thì pin trâu, dùng bền, chắc chắn và chạy rất là đầm các bạn, chạy rất là đầm và không ăn da nhé, không ăn da. Đây các bạn này, đấy, không ăn da. Thì các bác dùng cho người già trẻ em rất là ok luôn. Đó, người già trẻ em rất là ok. Đây là cái cữ của nó này, cữ này thì các bác chỉ cần là đẩy cái cữ này vào cho em là xong này. Đó, đây. Đây nó sẽ có cái phần để các bác lắp đi. Đấy, về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp cái cữ vào cho em. Đấy, lắp vào đây. Lắp vào đâu đấy cho nó phù hợp nhá. Đây, đây nó sẽ có cái phần đẩy đấy, các bác ấn vào đây cho em này. Đấy, ấn vào đây là nó sẽ đẩy cái cữ này vào này. Đấy, nó có cái, đây nó có cái cá ở đây.
đây nó có hai cái cá này các bác này. Đấy. Thế này thì đấy. Về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp vào cho em. Đấy. Đây. Cái cá này của nó thì khá là chặt nhé. Cho nên khi các bác nhét thì căng tay một chút hoặc là các bác đẩy cái này ra này. Đấy. Đẩy cái này ra căng tay một chút cho em thì nó mới vào được. Đây nó có hai cái cá này. Các bác chỉ cần lắp vào cho em theo đúng cái cá này là xong. Đó, nó khá là chặt đấy. Khá là chặt thì các bác đặt một bên vào trước này, sau đó thì bên này các bác nhấn mạnh vào cho em, nhấn mạnh vào cho nó ăn vào cái cá này. Đấy thì nó mới ăn các bác này. Đấy. Và nó sẽ các bác cắt bình thường như này. Đấy, cắt bình thường như này. Còn khi nào các bác muốn đổi cữ thì nó sẽ là 612 đây, 612 đây. Đấy thì các bác lại đảo chiều đi cho em. Đấy một bên là 612, một bên là 69 này. Đấy nôm na nó là như thế thì các bác cứ đảo chiều đi. Đấy vào cho em. Hàng của thương hiệu Philips này, chính hãng luôn nhá. Chính hãng luôn, rất là ngon. Giá sẽ là 170.000. Lên mã giúp cho em đó là Thunder Philips nhá, Thunder Philips. Giá sẽ là 170.000. 170k cho một cái bộ Thunder Philips như này, 170k. Combo đầy đủ cho bác luôn. Đấy, Thunder cáp sạc rồi dầu tra, dầu giếc rồi cữ kiếc đầy đủ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái súng các bác lên mã giúp em đó là súng rửa xe nhá, súng rửa xe 150.000. Đấy, bên em bán là chỉ có nguyên súng này thôi nhé, chứ không có dây dợ gì đâu. Nhiều bác lại hiểu lầm, lại tưởng là có dây dợ gì thì không có đâu nhé. Các bác xem kỹ cho em. Đấy, và cái đây là những cái đầu để các bác điều chỉnh nước này. Đấy, xoáy ở đây. Lên cho em là súng rửa xe nhé. Giá sẽ là 150.000 cho một con súng rửa xe như này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đầy đủ các cái đầu để lẫy lắp các cứ đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là súng rửa xe. Giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá, kẹo chuột. Thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đấy, con này thì chuột nó ăn vào là nó sẽ rủ cả đàn lên ăn và chết cả đàn luôn. Đó, lên cho em là kẹo chuột nhá. Kẹo chuột giá sẽ là 30.000 một hộp này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là cái tựa lưng. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con tựa lưng như này. Thì khi các bác tựa vào thì nó sẽ giúp cho các bác là chống đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng. Đây, nó sẽ có cho các bác là một cái tờ giấy hướng dẫn này các bác này. Đấy. Đây là cái tờ giấy hướng dẫn này. Đấy. Về nhà thì các bác lắp lên cho em, sau đó thì mình có thể là tựa lưng này, nằm này. Đấy, nằm ngồi quỳ tựa như này. Đấy, giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đồng hồ thông minh này. Đấy, đồng hồ thông minh. Các bác lên cho em là đồng hồ T8 nhá. Con này thì nó giúp cho các bác khá là nhiều chức năng luôn. Đấy. Đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ, nói chung là đầy đủ nhá. Đo nhịp tim, đo huyết áp, xem giờ luôn. Giá sẽ là thân của nó thì bằng thép hết nhá. Giá thì sẽ là 170.000, 170.000. Tiếp theo thì đồng hồ LED này. Đồng hồ LED này thì giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho cái đồng hồ LED đúng như trên hình như này luôn. Đây. Đấy, 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đây. Đấy, con này thì giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Số nó hiển thị như trên hình như này nhá. Về nhà các bác cắm cái cáp này vào xem. Đây nó có cái cáp này. Các bác cắm vào cái USB nhà mình ấy nhá. Đấy. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con máy vít chạy bằng pin nhá, máy vít chạy bằng pin này. Đấy. Con này thì giá cực tốt cho bác luôn. Đợt này về cho bác giá chỉ còn cho các bác là đi đây. Đấy. Con này thì em đang bán 110.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k thôi. 100k cho con máy vít chạy bằng pin như này các bác này. Đấy, 100.000. Đây. Đấy, dùng rất là ngon luôn các bác. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Chạy rất là khỏe. Rất khỏe luôn các bạn. Đấy. Chạy rất khỏe luôn. Giá thì sẽ là 100.000 cho con máy vít chạy pin như này nhá. 100.000 thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp gen co nhiệt này. Một hộp này 328 đầu. Giá thì sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút, 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp gen co nhiệt như này thôi, 40.000. Đó, giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn, 40k. Tiếp theo thì nó sẽ là cái thuốc dán nhá. Đấy, thuốc diệt kiến dán này. Thuốc diệt kiến dán như này. Đấy thì cái này thì chuyên về dán nhá. Đấy, nó sẽ là dạng viên như này. Dạng viên như này các bác này. Viên này thì về nhà các bác bỏ vào trong cái khu vực như là đây. Viên của nó đây. Các bác bỏ vào trong khu vực như là tủ bếp này rồi quần áo các thứ là nó sẽ diệt được hết luôn. Kiến mẹ, dán con rồi là dán tổ đi hết luôn.
giá thì sẽ là 50k cho một hộp như này, 12 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái môi xúc đá nhá. Cái này thì hàng bằng inox 304 này, rất đẹp, rất dày, dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để vào bát này, mình xúc đá này, hoặc là xúc gạo này, xúc thực phẩm, thức ăn này, rồi đỗ lạc này, nói chung là đa di năng luôn. Nhưng mà bên em gọi nó sẽ là môi xúc đá nhá, môi xúc đá. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một con môi xúc đá như này. Đấy, lên cho em là môi xúc đá, môi xúc đá nhá. Đấy, xúc đá lạnh ấy, môi xúc đá lạnh ấy, đấy, đá viên ấy. Giá sẽ là 50.000, có quai đeo đàng hoàng. Chiều dài của nó thì vào khoảng 20cm nhá, dài khoảng 20cm. Phần ngang của nó thì vào khoảng là 8cm và phần cái môi này của nó thì vào khoảng là 10cm nhá. Rất là xinh luôn, rất xinh. Các bác có thể dùng để xúc đá này, đỗ này, lạc này, gạo này. Nói chung là đa di năng, xúc cái gì cũng được, nó rất là tiện. Và xúc xong mình đổ ra này nó rất là trơn nhá. Đấy, lên cho em là môi xúc đá, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái đồng hồ đo vôn nhá, đồng hồ đo vôn. Đấy, cầm cho anh cái đồng hồ to ra đây. Đấy, thì con này các bác dùng để mình đo vôn rồi đo ampere kế các thứ rất là ok luôn. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Cắm vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bật lên. Bật lên mình có thể đo. Đấy, đo vôn, đo ampere kế. Thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là đồng hồ này, thì các bác lên cho em là đồng hồ đo vôn nhá, đo vôn, đồng hồ đo vôn, vôn kế, đồng hồ vôn kế. Giá thì nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một con đồng hồ đo vôn kế như này. Đồng hồ đo vôn kế như này sẽ là 90.000. Ngoài ra thì có một cái mẫu loại to, con này thì nó sẽ có cả kìm luôn, có cả kìm như này. 230.000 bên em bao ship đến tận nhà. Con này nó cũng chạy bằng pin và nó sẽ có kìm rồi dây đo các thứ đầy đủ luôn. Con này thì giá nó sẽ cao hơn một chút là 230.000. Đây, về nhà các bác lắp pin vào cho em và nó có cả kìm kẹp dòng luôn. Thì các bác lên cho em là đồng hồ kìm nhá, đồng hồ kìm kẹp dòng. Giá sẽ là 230.000 cho con đồng hồ kìm kẹp dòng như này. Đấy, 230.000. Con này là 230k nhá. Còn con này thì giá sẽ là 190.000. 90.000 cho một con đồng hồ vôn kế như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế nhá, đồng hồ vôn kế giá sẽ là 90k. Đó. Đây. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vôn kế nhá. Đồng hồ vôn kế này. Đồng hồ vôn kế giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con đồng hồ vôn kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp này. Con này giá chỉ có bao nhiêu nhỉ? 40.000 cái vòng vàng điều hòa huyết áp này thôi. Giá sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, đây nó sẽ là một cái vòng vừa là trang sức giúp các bác điều hòa huyết áp luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái vỉ bàn chải của Nhật. Con này thì chuyên trị chống viêm nướu, viêm lợi, chảy máu chân răng. Giá thì sẽ là giá tri ân khách hàng 25k cho một vỉ, bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái, tính ra vào hơn 4.000 cho một chiếc bàn chải. Mà hàng của Nhật mà chuyên trị chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Thế nên các bác nào mà chuyên đau lợi, viêm lợi thì dùng con này cho em. Giá là 25.000. Tiếp theo là một mã tri ân nữa, đó là nước hoa khách sạn này. Một lọ nước hoa như này giá chỉ có 30 cành thôi. Các bác về các bác để vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Nó sẽ có cho các bác cái bấc như này, những cái bấc như này. Các bác cắm vào cho em, cắm vào để nó dẫn hương thơm lên. Đó. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn. Giá thì chỉ có 30 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này, 30.000 một lọ này. Các bác mua cho em là từ 3 đến 5 lọ mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet luôn. Đèn cúc áo này, giá thanh lý cho các bác cực kỳ hạt rẻ luôn. Một con đèn cúc áo như này, giá thanh lý cho các bác chỉ có là 30.000 thôi. 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Hàng siêu sáng luôn. Sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đấy, vừa các bác có thể treo vào móc khóa này. Treo vào móc khóa cho em. Đấy, rất sáng luôn, sáng trắng luôn. Vừa treo móc khóa, vừa có chức năng khui bia này, vừa có cáp sạc, vừa có nam châm hít này. Nói chung là đa di năng luôn. Con này thì bên em bán gọi là bán tri ân thôi chứ còn không có lãi lờ gì đâu nhá. Đèn cúc áo giá sẽ là 30.000. Tiếp theo nữa đó là cái đèn 4 cánh như này. Đấy, một cái bóng đèn 4 cánh mini như này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40.000 thôi, 40k nhá. Bóng đèn 4 cánh mini giá sẽ là 40k.
hàng siêu sáng luôn. Công suất của nó là 28W nhá. 28W mà cảm giác phải sáng như kiểu là 560W luôn. Cảm giác phải sáng như kiểu 560W luôn, rất sáng, 40.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái hũ tăm này. Đấy, hũ tăm. Rất đẹp luôn các bạn. Đấy, các bác lên cho em đó là hũ tăm bầu nhá, hũ tăm bầu. Đấy, nó sẽ là hình quả bầu quả bí như này. Đấy, hình quả bầu quả bí như này rất là đẹp luôn. Đó, hũ tam bầu. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đồng và màu đồng và màu vàng như này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn. Đấy, màu đồng và màu vàng rất đẹp như này các bạn này. Đấy. Lên cho em là hũ tam bầu nhá, hũ tam bầu. Đấy, màu đồng và màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, các bác chỉ cần nhấn như này là tam nó sẽ lên này. Nhấn này tam sẽ lên, rồi các bác lại thả ra là nó sẽ xuống. Đấy, các bác dập xuống như này. Lên cho em là hũ tam bầu nhá. Giá thì sẽ là các bác lên cho em đó là hũ tam bầu nhá. Hũ tam bầu này. Đấy, hũ tam bầu giá thì chỉ có cho các bác là đi 120 canh thôi. 120.000 cho cái hũ tam bầu như này. Đấy, nó sẽ có hai màu. Đấy, các bác lên cho em là tam bầu vàng và tam bầu đồng nhá. Tam bầu vàng và tam bầu đồng. Giá sẽ là 120.000 một chiếc, 120.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là một cái con đồng hồ như này. Đây, một con đồng hồ rất là đẹp như này các bạn. Đồng hồ mini nhỏ gọn rất là đẹp luôn. Con này thì đường kính của nó thì vào khoảng là 20cm thôi, nhưng mà nó rất là đẹp các bạn, rất đẹp, rất nhỏ gọn. Đưa cho anh quả pin nào. Cái này bên em bán là không có pin đâu nhá, không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em. Đấy, con này khá đẹp. Khá là xinh luôn các bác nhá. Màu sắc kiểu dáng cũng rất là xinh luôn. Và bên em bán thì không có pin đâu. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, tự lắp pin vào cho em nhá. Các bác lắp pin các thứ thì lắp pin đúng chiều cho em. Và đồng hồ này nó là đồng hồ trôi nhá. Đồng hồ trôi cho nên các bác dùng nó rất là sướng. Không sợ ban đêm nó ra tiếng động các thứ. Các bác có thể treo ở phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách. Nói chung là rất là đẹp. Bằng nhựa thôi, bằng nhựa và nó là kính. Đấy, kính meca như này. Rất đẹp các bạn, đẹp lắm. Đây, 20cm nhá, nhỏ 20cm thôi. Cũng lúc các bác lại bảo là sao lại bé thế nhá. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất ưu đãi quá nhá. Một cái con đồng hồ đẹp như này mà giá chỉ có 75k thôi, 75.000. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tường nhá, đồng hồ treo tường. Đấy, đường kính của nó là 20cm, giá sẽ là 75k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ treo tường này, đồng hồ treo tường. Giá của nó sẽ là 75k. Đó. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này. Đấy, và nó là thuộc dạng là đồng hồ kim trôi nhá. Đồng hồ kim trôi cho nên là các bác dùng nó rất là thích. Đấy các bác theo. Đây, đồng hồ kim trôi như này. Dùng rất là sướng luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Giá này bên em bán là không có kèm pin đâu nhá. Hàng thì hàng rẻ nhưng mà chất lượng thì cực kỳ tốt luôn và rất chắc chắn. Bên em đang bán một cái máy đồng hồ không như này đã là 40.000 rồi. Đấy, thế mà một con đồng hồ của hãng như này, một con đồng hồ của hãng cực kỳ chất lượng như này mà giá cũng chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Lên cho em là đồng hồ treo tường, giá sẽ là 75.000. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng các bác nhé. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đấy. Xin nhắc lại là các bác yêu quý em thì cho em xin một nút like nhé, cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, và bác nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh, và bác nào chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác ba cái mẫu thắt lưng dù, thì nó sẽ có tên như sau: thắt lưng đại bàng, thắt lưng dép và thắt lưng lỗ. Đấy, tất cả đều được làm từ sợi dù nhá. Đều được làm từ sợi dù. Bền thì vĩnh cửu luôn, bền thì vĩnh cửu luôn. Đó. Bền thì vĩnh cửu luôn các bác nhá. Và cái độ dài thì nó cũng na ná như nhau thôi. Nó sẽ vào khoảng từ 1m1 đến 1m2. Từ 1m1 đến 1m2 nhá. Đây. Đấy. Cái con thắt lưng lỗ này thì nó dài hơn, chắc là nó vào khoảng 1m2. Còn hai con thắt lưng đại bàng và thắt lưng dép này thì nó sẽ là 1m1 nhá. Con lỗ này thì nó có dập sẵn lỗ cho các bác đây rồi, và rất nhiều lỗ luôn. Rất nhiều lỗ nhá, rất nhiều lỗ thì các bác cứ thích dùng lỗ nào thì mình cho vào thôi. Còn hai con này thì nó sẽ là lẫy sập nhá, hai con lẫy sập. Đó. Hàng thì đều là hàng của Mỹ hết này, USA này, hàng của Mỹ. Các bác yên tâm sử dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó đây. Sập vào thì em là xong này. Đấy, rất là ngon lành luôn. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng lỗ này, 70.000 này. Cái thắt lưng đại bàng
thắt lưng đại bàng này 120 này, với cái dù thắt lưng dù 80, rồi ok nhá, thắt lưng dù 80k. Đó thì bên em có 3 mẫu như vậy, giá nó sẽ như này các bác nhá. Đấy, giá sẽ như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Con đại bàng này là đắt nhất này, 120.000 này. Đấy, còn con thắt lưng dép này thì sẽ là 80.000 này. Còn con thắt lưng lỗ này thì sẽ là 70.000. 70.000 cho con thắt lưng lỗ như này. Đó, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái chai xịt nhà tắm nhà vệ sinh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng dung xịt xịt như này các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Nó là dạng kem như này và hương chanh rất là thơm luôn. Các bác xịt ra thì nó sẽ là đánh tan các cái mảng bám, rồi nói chung là dầu mỡ. Giá thì sẽ là 40k nhá. 40k lên cho em là xịt nhà tắm nhà vệ sinh 40.000 các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái chổi các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái chổi để các bác lau bàn bếp nhá, lau bàn bếp ga, rồi lau cửa kính, cái thứ rất là ok. Nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán ở đây, một miếng dán ở đây các bác nhá. Đó. Một miếng dán ở đây. Đấy, thì các bác chỉ cần là lắp vào đây cho em này. Đấy, sập vào đây cho em. Sập vào đây này. Đấy, ở đây nó có lấy sập này các bác, sập vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì khi mình rửa thì mình kéo này cho em. Đấy, kéo này mình lại thải ra. Đó. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Chổi lau bàn bếp rất tiện ích luôn. Đấy. Các bác có thể dùng để mình lau này, kỳ cọ này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đấy. Và khá là vừa vặn để cho các bác là sử dụng nhá, rất hợp lý luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi, 40.000. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá, giá sẽ là 40k. Chổi lau bàn bếp này. Chổi lau bàn bếp. Giá sẽ là 40k nhá, 40k. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con đèn thóc nhá. Đấy, đèn thóc đây. Đấy. Một con đèn thóc như này, hàng thì cực kỳ chất lượng và giá thì chỉ có 60.000 trong con đèn thóc này thôi, siêu sáng luôn nhá. Nó sẽ có 3 chế độ, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đây, dài khoảng là 20-25 cm. Đây là báo pin luôn cho các bác này. Đấy, rất sáng nhá. Đây em sẽ dọi cho các bác xem này. Đây. Đấy, đây kho em này, các bác thấy không? Ban ngày mà đèn còn dọi như này. Đấy, các bác thấy chưa? Pha nó dọi rất là xa và sáng luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn thóc nhá. Giá cực ưu đãi cho bác luôn, chỉ có 60 cành trong con đèn như này thôi. Đấy, bên trong của nó sẽ là pin 16850 cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn thóc, giá sẽ là 60.000 nhá. Đèn thóc giá sẽ là 60k cho một con đèn thóc như này, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm, đó là cái đèn năng lượng mặt trời cột nhá. Đấy, năng lượng mặt trời cột. Con này thì giá của nó sẽ là, con đèn năng lượng này là bao nhiêu đấy? Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 1 này, 2. Nguyên cái tấm pin con này bao nhiêu? Nguyên cái tấm pin này của nó là 50 cm nhá, dài khoảng 50 cm rồi. Đấy, còn là tính cả đai này thì nó sẽ là vào khoảng 60 cm. Giá sẽ là 590k nhá, 590.000 bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Lên cho em là đèn năng lượng mặt trời nhá. Đây các bác này, đấy rất sáng luôn. Dập anh ấy cầu dao. Đấy, rất sáng luôn các bác này. Đó. Dập cầu dao, dập cầu dao. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng cảm biến nhá, rất là sáng luôn. Đó, đây các bác này. Đây, các bác thấy chưa? Test cho các bác xem luôn, trực quan sinh động nhá. Đấy, các bác thấy chưa? Đây. Cảm ơn không gian này của em là hàng trăm mét vuông mà nó rất là sáng luôn các bác nhá, rất là sáng luôn. Thì các bác chiếu vào cái không gian sân vườn thì rất là hợp lý các bác này. Rất hợp lý luôn. Nó sẽ có cho các bác một tấm pin năng lượng mặt trời như này và hệ 6 đèn LED như này. Đây, rất sáng luôn. Rồi. Đấy, sáng khủng khiếp luôn các bác nhá, sáng khủng khiếp luôn. Đó. Và nó là dòng cảm biến nhá, dòng cảm biến. Đấy, ban ngày thì nó sẽ tự tắt và ban đêm thì nó sẽ sáng và nó sẽ kèm cho các bác là đai điếc các thứ đàng hoàng nhá. Có đai vít các thứ đàng hoàng. Đây. Có đai bắt được đàng hoàng các bác này. Đấy. Có đai rồi có cả điều khiển luôn các bác này. Có cả điều khiển luôn. Có cả điều khiển tắt bật luôn các bác này. Đấy. Có cả điều khiển tắt bật về nhà các bác lắp pin vào, đây là đai để bắt vít này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 590.000 thôi, 590.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái mã quạt. Các bác lên cho em đó là quạt quạt tích điện nhá, quạt tích điện này. Đấy. Hàng của thương hiệu Makita như này. Rất chất lượng cho bác luôn. Đấy. Chạy cực kỳ là khỏe các bác nhá. Đấy. Nó sẽ có hai số các bác nhá. Hai số, số 1 và số 2. Hàng của thương hiệu Makita. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Có thể ngoắt nghéo được như này, dùng thì rất là đã này. Thời gian liên tục của nó có thể là mát được từ 5 đến 10 tiếng. Thì các bác tha hồ thoải mái, cứ sạc pin vào là dùng cho em. Đấy. Sạc pin vào là dùng các bác, rất chất lượng luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt tích điện nhá. Đề phòng mùa hè mất điện này, hoặc là nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện. Đấy, nhà có trẻ nhỏ cái thứ này. Mạnh lắm. Đây. Các bác nghe cái tiếng gió nó chém nó thấy đã không?
Đường kính của cái giọ này thì vào khoảng là 25 cm. Đấy. Và có sẵn cho các bác một quạt một pin như này nhá, một quạt một pin như này. Đó, thì các bác về cái thế là mình dùng thôi, rất là tiện luôn. Nên mã giúp chị em đó là quạt tích điện nhá, quạt tích điện, một quạt một pin, kèm cho các bác là một quạt một pin và một một cái cáp sạc luôn. Đấy, một đốc sạc như này luôn nhá, một đốc sạc như này luôn. Đấy, một đốc sạc như này luôn. Hàng thương hiệu Makita, made in Japan nhá, made in Japan. Đó, các bác thấy chưa? Makita made in Japan này. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, cả kèm cả đế sạc như này luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi lên mã giúp cho em đó là cái này là quạt tích điện à. Lên trên là quạt tích điện 380k nhá, 380.000 cho con quạt tích điện như này. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá. Đấy, 140.000 thôi, 140.000. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái dây thắt lưng cá sấu rất là đẹp như này các bác này. Đấy. Dây thắt lưng cá sấu đẹp như này. Đó. Màu của nó sẽ là màu nâu như này. Đấy, màu nâu rất là đẹp như này. Và ưu điểm của con này có cho các bác là hai cái mặt cá sấu rất là đẹp luôn. Hai mặt cá sấu này, hai cái mặt cá sấu tuyệt vời như này. Các bác có thể dùng để mình thay tháo, mình sử dụng dần năm này qua năm khác nhá. Đấy, rất là ăn khớp luôn, rất ăn khớp luôn. Tông màu tông miếc rất đẹp luôn các bác này. Đó, đây. Các bác thấy chưa? Đó. Chất da siêu mềm luôn. Hàng đựng trong cái hộp xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà thôi rồi luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá, cá sấu hộp. Khóa kiếc của nó thì cực kỳ là ngon rồi. Khóa kiếc thì không thể chê vào đâu được các bác này. Đây. Khóa của nó này, các bác nghe tiếng kêu là biết rồi. Đây. Đấy. Khóa của nó đây. Rất là ngon luôn các bác nhá. Đó, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ bình dân luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Giá chỉ có 140.000 thôi. 140.000 cho một cái bộ thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Chất da thì siêu mềm mại, đựng trong một cái hộp da luôn. Đựng trong một cái hộp da bóng đẹp như này các bác này. Đấy, một cái hộp da xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất là ok nhá. Lên theo là cá sấu hộp, giá sẽ là 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ dao vỉ dao 12 con nhá. Một vỉ dao gọt hoa quả như này 12 con. Một vỉ như này 12 con nhá, giá sẽ là 40.000. Đó, 40.000 lên cho em là vỉ dao nhá. Vỉ dao 12 con, vỉ dao 12 con, giá sẽ là 40.000. Vỉ dao 12 con, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. 40.000 cho vỉ dao 12 con như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá, bình 20. Đấy. Bình 20 dung tích của nó là 2 lít, giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con bình 20 như này. Đấy, lên cho em là bình 20. Dung tích của nó là 2 lít, giá thì chỉ có 80.000 thôi. 2 lít cả vỏ inox 304 dùng chuyên để đựng nước lọc, nước uống, đồ nước lạnh cho em. Giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ và hợp lý cho các bác luôn. Đó, giá rất hợp lý. Rồi lên mã giúp cho em đó là bình 20. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật rất nhiều mã hàng mới để gửi tới các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng các bác nhá. Sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba tô nhá. Bộ ba tô như này. Đấy, ba cái tô như này. Kích thước của nó thì hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức đây. Đấy, Winling hay hình người của Đức. Các bác nhận được hàng hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Đấy, Winling hay hình người của Đức nhá. Kích thước của nó thì con to nhất này của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 20 cm, và con nhỏ nhất này thì nó sẽ vào khoảng là trên 10 cm. Thì em sẽ đo kích thước thực tế cho các bác xem luôn. Đó, đây. Đấy, con to nhất của nó là 22 nhá, 22.5. Đó, và con nhỏ nhất của nó thì là 16.5. Đó, thì đây là cái kích thước của nó này. Đấy. Con này của nó thì dung tích của nó, con to nhất này sẽ là 1.8 lít này. Con to nhất này của nó sẽ là 1.8 lít nhá. Con nhỡ này thì sẽ là 1.2 lít, và con nhỏ này thì sẽ là 700 nhá, 700. Đó. Một cái bộ ba tô inox như này. Các bác có thể dùng để mình ăn cỗ, ăn bàn hoặc công việc, nói chung là đình đám hoặc là cỗ bàn. Thương hiệu Winling của Đức, thép không gỉ nhá. Đó. Giá sẽ là 90.000 thôi, 90.000 cho một cái bộ ba tô như này. Tính ra bình quân là vào có 30.000 trong cái tô này thôi. Bền vĩnh cửu luôn, bằng inox như này các bác ăn cơm ăn nước, dùng đồ đàn rất là lịch sự luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ môi thìa nhé. Các bác lên cho em là bộ môi thìa như này.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 65.000 thôi. 65k trong cái bộ môi thìa như này nhá. Giá sẽ là 65k. Đó. Lên cho em là bộ môi thìa nhá, bộ môi thìa. Đấy. Bộ lên cho em là môi xẻng đi, môi xẻng nhá. Lên cho em là môi xẻng này, đó. Môi xẻng cho nó ấn tượng, môi xẻng giá sẽ là 65k. Đấy. Lên. Hả? Không, như cái này nó là cả bộ mà. Lên cho em là bộ môi xẻng nhá. Giá sẽ là 65.000 thì nó sẽ là một cái môi to này, một cái xẻng này và hai cái môi nhỏ, hai cái môi nhỏ, trong đó có một cái môi lỗ và một cái nạo nữa, một cái nạo nữa. Đấy, combo cho các bác như này. Hàng thì cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Cái này em cũng không tiện bóc ra thì nó sẽ bị rời ra, cho nên là đây, nó combo cả bộ như này thôi. Đấy, thì em cũng đo thực tế luôn các bác này. Đấy. Thì cái xẻng này của nó dài là 34 cm. Cái môi to này của nó cũng là dài 33 cm. Cái môi nhỏ này thì là 20 nhá, môi nhỏ 20. Đấy, đường kính của môi nhỏ là 6, còn đường kính của môi to là 10 nhá. Đường kính của môi to là 10. Và một cái dao kèm nạo, kèm khui bia đánh vẩy cá thứ ok luôn. Combo cho các bác là 1 2 3 4 5 món. 5 món mà giá 65.000, giá không thể tin nổi luôn. Hàng thì rất dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng dày dẫn chắc chắn lắm các bạn. Đấy, dày dẫn chắc chắn. Thì combo cho các bác như này. Lên mã giúp cho em đó là bộ môi xẻng, giá sẽ là 65.000 nhá. 65.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp vít nhá. Các bác lên cho em là hộp vít nhá. Đấy. Thì em gọi nó là hộp vít thôi, chứ còn combo của nó là khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là đầy đủ cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là một cái cà lê này, một cái cà lê này, một cái búa này. Búa cán của nó là bằng thép có bọc nhựa này, búa cán bằng thép bọc nhựa này. Đấy. Một cái thước rút này, thước rút này. Đấy, con này thước rút của nó sẽ là 2 mét này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một cái kìm này. Đây. Một cái kìm các bác này. Đấy, một cái kìm như này, một con kìm như này nữa. Tiếp theo của nó sẽ có cho các bác là một con bút điện này, một con bút thử điện này. Đấy. Một con dao dọc giấy này. Một dao dọc giấy này. Đấy, một bút thử điện, một dao dọc giấy này. Một cái bộ vít bao gồm là 3 cây này, 2 cây múi và một cây dẹt này. Đấy, một bộ vít 3 cây này. Và một cái bộ lục giác này, một cái bộ lục giác như này. Đấy. Combo cho các bác một cái bộ đồ nghề đẹp như này, đựng trong một cái hộp như này. Đấy, đựng trong một hộp như này. Thì các bác lên cho em là bộ đồ nghề đi, bộ đồ nghề, tại vì bên em cũng không có cái bộ đồ nghề nào cả. Lên cho em là bộ đồ nghề như này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 100 cành tròn thôi. Giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, giá sẽ là 100k trong cái bộ đồ nghề như này. Giá rất hợp lý luôn nhá. Lên mã giúp cho em là bộ đồ nghề. Giá chỉ có 100.000 cho bộ đồ nghề này thôi. Đựng trong cái hộp rất là xịn sò như này. Các bác có thể mua để về mình sử dụng, nó cũng rất là tiện ích, hoặc là dùng để làm quà cũng được. Đấy, bộ đồ nghề giá 100k nhé. Bộ đồ nghề 100k. Lên cho em là bộ đồ nghề nhé. Bộ đồ nghề. Đấy, bộ đồ nghề giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo bếp. Kéo bếp vàng nhé. Thép SK5, hàng của Nhật đây, Japan này. Con này thì siêu sắc bén luôn. Bên shop bán thì giá siêu rẻ luôn. Giá siêu rẻ luôn các bác nhé. Đó. Hàng siêu sắc bén luôn, thép SK5 không gì này, hàng của Nhật, Japan đây. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng bán lẻ thì giá của nó sẽ là 30k, 25.000 một chiếc nhá. Kéo bếp vàng 25k một chiếc, 30.000 một cái nhá. Đấy, lên cho em là kéo bếp vàng 30k một cái, và mua từ 4 cái thì sẽ là bằng 100k nhá. Đấy, combo 4 cái 100.000. 4 cái 100.000, còn mua lẻ thì là 30.000 một cái. Mua lẻ 30.000 một cái, còn mua combo thì sẽ là 4 cái 100.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu nhá. Miếng dán ngải cứu. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 12 miếng. Thì giúp cho các bác là thải độc bàn chân này. À, giúp cho các bác là chuyên trị đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau các xương khớp này, vai này, gáy cổ này, đấy, khớp gối này, là các bác bôi vào cho em là ok hết nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 20k cho một hộp như này, và mua năm tặng một nhá. 20.000 một hộp như này và mua năm tặng một. Đấy. Lên cho em là dán ngải cứu nhá. Dán ngải cứu. Dán ngải cứu. 20k trên một hộp như này, bao gồm 12 miếng, và mua năm thì sẽ là được tặng một nhá. Mua năm tặng một. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái Eto này. Eto hàng của Nhật nhá, hàng thương hiệu Asahi của Nhật như này. Hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện, bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị nhá. Eto, hàng của Nhật như này, Asahi. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây,
hàng Asahi này, tem chìm luôn, tem chìm như này các bác này, đấy Asahi dập chìm luôn. Và con này của nó thì độ mở của nó rất là tốt luôn, độ mở của nó rất là tốt luôn. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là đa di năng luôn nhá, đa di năng luôn. Đấy, mở của nó rất là tốt luôn. Đấy, thì các bác dùng để mình kẹp đồ, kẹp biếc các thứ rất là ok. Lên mã giúp cho em là Eto kẹp nhá, hàng thương hiệu Asahi. Giá của nó sẽ là 180k cho một con Eto kẹp như này, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cân cân 10 của Đức nhá. Con này thì nó sẽ là cân được 10 cân. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? 130.000 nhá, 130.000 thôi. Giá cực tốt cho bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ sử dụng hai quả pin con nhỏ nhỏ, thì về nhà các bác mua pin về các bác lắp vào cho em. Giá này thì bên em bán là không có kèm pin đâu. Đấy, lên cho em là cân 10 nhá. Cân 10, giá sẽ là 130k. Đấy, các bác về các bác cân đồ đàn trong bếp. Cái mặt này của nó là bằng inox nhá, inox sáng bóng. Đây nó đang dán một cái lớp chống xước. Về nhà các bác bóc vào cho em là nó sẽ mới tinh luôn. Đấy, cân được tổng là 10 cân, lên cho em là cân 10. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái vòng trầm đeo tay nhá. Các bác lên cho em lên cho em là vòng trầm đeo tay, một con vòng trầm rất là đẹp như này. Hàng thì chất liệu của nó là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá, hàng gỗ trầm tự nhiên, siêu thơm cho các bác luôn. Đó, siêu thơm cho các bác luôn. Cầm cả cái vòng huyết áp này. Đấy thì đây nó sẽ là một con vòng trầm gỗ này, vòng trầm gỗ. Thì các bác lên cho em con này nó sẽ là vòng trầm đeo tay nhá. Vòng trầm đeo tay, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, lên cho em là vòng trầm đeo tay này. Đấy, vòng trầm đeo tay. Giá sẽ là 90k cho một con vòng trầm đeo tay như này, 90.000 cho một con vòng trầm đeo tay như này. Đấy. Chất liệu của nó thì bằng gỗ trầm tự nhiên. Mùi gỗ rất là thơm nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ nhá. Đấy, vòng trầm gỗ. Con kia là vòng trầm đeo tay, còn con này thì vòng trầm gỗ. Con vòng trầm gỗ này nó sẽ là một cái dòng vòng trầm đa di năng, các bác có thể đeo bằng tay này. Đấy, đeo vào tay này. Đấy, hoặc là các bác đeo cổ đều được nhá. Ở đây thì nó sẽ cho các bác là một cái đài sen như này. Đấy, một cái đài sen rất là đẹp như này. Và có 108 hạt trầm. Đấy. Thì ở đây thì các bác lên cho em là vòng trầm hộp nhá. Vòng trầm hộp. Nó có hộp như này. Đấy, còn con kia thì nó sẽ là vòng trầm đeo tay. Còn con này thì các bác lên cho em là vòng trầm hộp nhá. Vòng trầm hộp, giá thì cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu? Lên cho em là vòng trầm hộp, giá sẽ là 50.000 nhá. Vòng trầm hộp này, đựng trong cái hộp như này. Giá thì chỉ có 50k thôi nhá, 50k trong cái vòng trầm hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đây nó sẽ là một con vòng vàng như này. Đấy, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Ở đây thì nó sẽ có các cái hạt nam châm từ trường này. Có các cái hạt nam châm từ trường thì giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Ở đây thì nó sẽ là vừa chức năng là vừa là trang trí nhá. Vừa là decor trang trí này, vừa là các bác dùng để đeo để giúp cho các bác là điều hòa huyết áp rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000, lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá sẽ là vòng vàng điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thìa bạc này. Đấy, bao nhiêu tiền cái? Cái thìa bạc rất là đẹp như này. Đó. Con này thì dài của nó vào khoảng là 20cm nhá. Bao nhiêu một chục? Bán lẻ thì sẽ là 10.000 cho một chiếc này thôi nhá. 10.000 cho một chiếc thìa bạc như này. Rất đẹp luôn. Chất liệu inox 304 dày dẫn chắc chắn. Vũng to. Các bác có thể dùng ăn cháo, ăn cơm. Hoặc là dùng cho trẻ em cũng rất là ok luôn. Người già trẻ em ok. Đó, rất đẹp, rất xịn xò luôn. Dày dẫn chắc chắn, đẹp, inox 304. Bán lẻ sẽ là 10k trên một cái nhá. 10k trên một cái. Lên cho em là thìa bạc. Còn mua cả chục thì giá sẽ là 80.000 thôi. 80.000 cho một chục thìa bạc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thắt lưng cái này là cái gì? Thắt lưng thập cẩm nhá, lên mã giúp cho em là thắt lưng thập cẩm. Thì bên shop về nó sẽ đủ các loại mặt như này. Đủ các loại mặt như này các bác này. Đấy, nó đủ các loại mặt như này luôn thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Mặt thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy, mặt thì đều là mặt tráng gương đẹp hết. Mặt đúc liền tráng gương. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 50k cho một con thắt lưng thập cẩm như này thôi. Đấy, 50.000 một chiếc nhá. 50.000 một chiếc. Đây các bác này. Chất da của nó thì siêu mềm luôn và mặt dạng mặt đúc liền và mặt của nó là lẫy của nó là lẫy trượt nhá. Lẫy trượt cho nên là rất là dễ dùng các bạn. Đấy, rất là dễ dùng luôn. Đây. Đấy. Khóa kiếp của nó rất là ngon lành.
lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá, đủ các mẫu mã cho các bác luôn. Đó, và bên em sẽ gửi ngẫu nhiên, chỉ có 50k cho một con như này thôi. Bên em thanh lý được giá rất là tốt luôn. Đấy, các bác nghe cái tiếng khóa nó kêu này. Đấy, nghe cái tiếng khóa nó kêu là các bác chất lượng rồi. Đây, chất da của nó thì siêu mềm luôn các bác này. Chất da của nó rất là mềm thì dùng nó rất là thích luôn. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi, không thể tin nổi luôn nhá. Thắt lưng thập cẩm giá sẽ là 50k. Thắt lưng thập cẩm này, đó. Thắt lưng thập cẩm giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc nhá. 50.000 cho chiếc thắt lưng thập cẩm thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng đá nhá. Đây, một cái vòng đá rất là đẹp như này. Giá sẽ là 35.000 cho một cái vòng đá như này các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá nhá. Giá sẽ là 35k cho một chiếc vòng đá như này. 35k một chiếc vòng đá. Con này thì rất đẹp cho các bác sử dụng luôn, rất đẹp nhá. Và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Chỉ có 35.000 cho một chiếc vòng đá như này. Lên mã cho em là vòng đá. Rồi ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chuông cửa nhá. Cái này để các bác dán ra ngoài cửa nhà mình, có khách đến thì là nó sẽ kêu. Và nó đơn giản vậy thôi. Các bác cắm cái cục chuông này vào nguồn điện ở trong nhà mình, và các bác cắm cái này thì các bác dán ra ngoài cổng cho em. Có khách đến là họ bấm chuông thì bên em gọi nó là chuông cửa. Giá sẽ là bao nhiêu? Chuông cổng nha, lên cho em là chuông cổng 145.000. Đó, chuông cổng. Giá của nó sẽ là 145k trong con chuông cổng như này. Đấy, 145.000 trong con chuông cổng như này. Đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn. Nó cũng khá là tiện ích luôn nhá. Lên cho em là chuông cổng đây. Các bác chỉ cần là cắm cái chuông này vào điện cho em này. Đấy, đây nha. Ở đây thì nó sẽ có sẵn pin biếc cho các bác hết rồi. Đây, chuông này cắm vào trong nhà này. Đấy, sau đó thì bên ngoài mình bấm thôi. Đấy. Đấy các bác thấy không? Cái này gọi là chuông cổng các bác nhá. Đó. Đấy, rất tiện luôn các bác nhá. Giá sẽ là 145.000. Thì các bác cứ cái chuông này thì mình cắm vào trong nhà. Chuông này thì mình cắm vào trong điện lưới trong nhà thôi em. Còn cái nút bấm này thì các bác dán ở ngoài cổng nhá. Đấy, nó sẽ có sẵn miếng dán cho bác luôn. Đây, sẽ có sẵn miếng dán như này, các bác cứ dán ở ngoài cổng kia. Hoặc là bác nào thích bắt vít thì nó có cả lẫy cho cả ốc bắt vít đây. Giá sẽ là 145.000 nhá. Lên cho em là chuông cổng 145.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho bác cái bộ dao Đức này. Đấy. Bộ dao Đức, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nó sẽ nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Giá thì hàng đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000 nhá. Đấy, bộ dao Đức này. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức nhá. Bộ dao Đức giá thì chỉ có 750k thôi. 750.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn cho một bộ dao như này. Khi các bác nhận hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ như này nhá. Giá đỡ bằng inox 304. Dày dẫn chắc chắn, sáng bóng đẹp. Đấy, inox 304, hàng thương hiệu Winling hay người này. Tiếp theo là nó sẽ đến bộ dao thì nó sẽ bao gồm cho các bác là sản phẩm đây. Đấy, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Hàng này nó sẽ là hàng mới tinh, chưa qua sử dụng nhá. Bộ dao đây. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng này. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho bác luôn. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà như này. Đấy. Con này thì cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Con kéo cắt gà này. Con kéo gà này thì đấy, đây nó sẽ là một con kéo cắt gà như này, rất dày dẫn chắc chắn. Đây, rất dày dẫn chắc chắn như này nhá. Đó, một con kéo cắt gà này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con liếc mài này, liếc mài nhá. Liếc mài này thì các bác phải dùng cho em là từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài. Đấy, từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài, dao nó rất là bén. Tiếp theo là một con dao dao gọt này. Đây, con dao gọt như này. Đấy. Một con dao gọt như này các bác nhá. Đấy, con này dài khoảng 20 cm. Winling đây. Winling made in Germany đây các bác nhá. Đó, made in Germany. Đó. Tiếp theo là đến một con dao thái này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Đây, đấy các bác thấy không? Dọc tách cả cái bóng này là các bác biết rồi. Hàng rất bén luôn. Một con dao thái này. Đó, một con dao thái như này. Đó. Thì các bác cho đây cho em. Đó. Tiếp theo nữa là đến một con dao dao chặt thì nó sẽ có hai con nhá, một con bản dày và một con bản mỏng. Đây, một con bản dày, một con bản mỏng như này. Đó, một con bản dày, một con bản mỏng. Bỏ vào đây cho em. Đó, đây. Đấy, rất vừa xinh luôn các bác nhá. Đó, combo cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 4 con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ nhá. 4 dao, một kéo, một liếc, một giá đỡ. Đó. Combo cho các bác một cái bộ dao như này. Đấy, bây giờ nếu các bác mua nguyên cái giá đỡ này thôi đã phải mất tầm khoảng 150.000 rồi, 150.000 cho một cái giá đỡ như này rồi. Đấy, 150.000 trong con giá đỡ như này rồi nhá. Đấy, thế mà combo cho các bác là bao gồm là
bốn dao này, đấy, bốn dao, đây, bốn con dao như này, bốn con dao như này nhá, bốn con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ combo cho các bác, giá chỉ có cho các bác là 750.000 thôi nhá, 750.000, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao Đức nhá, 750.000, giá đã bao gồm phí ship cho các bác luôn, hàng này nó rất là nặng, nguyên phí ship không nó mất 50.000 rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn led trợ sáng nhá, đây. Đấy, các bác lên xem là đèn trợ sáng này, có ốc áp các thứ đầy đủ cho các bác luôn, ốc vít các bác đầy đủ cho các bác này, ốc bắt vít biếc đầy đủ, về nhà các bác bắt trực tiếp vào cái thiết bị của mình cho em, đây bắt vít vào đây đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá, giá sẽ là 40.000, con này thì về nhà nó sẽ là đèn bi cầu lồi như này, rất sáng luôn, về nhà các bác đấu vào áp quy cho em, đấu vào bình áp quy cho em là xong nhá, đó bác đấu trực tiếp vào bình áp quy cho em, đấy thì mình lắp vào xe máy hoặc xe đạp điện đều ok hết nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng, giá thì cũng cực kỳ là ưu đãi cho các bác thôi, giá rất ưu đãi nhá, 40.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng, giá sẽ là 40k nhá, 40k cho con đèn trợ sáng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bàn chải nhá, đấy, bàn chải quần áo này, đấy, lên cho em là bàn chải quần áo, giá thì sẽ là 15k cho một con bàn chải quần áo như này nhá, 15.000 một chiếc thôi, 15.000 chiếc bàn chải quần áo như này, các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ rửa này, quần áo và các thiết bị khác đều ok hết nhá, đấy 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khóa chống trộm, khóa chống trộm nhá, con này thì nó sẽ là có còi hú cho các bác luôn, đấy, nó sẽ có còi hú này, khi các bác sử dụng thì là cái còi hú nó sẽ kêu, đây con này, đấy, đây con nhá, đó, đây, đây khi bác đảo chiều này thì em là còi nó sẽ kêu này, đấy, rút ra này, đấy, khi các bác dùng thì nếu mà các bác không muốn dùng chống trộm, chức năng chống trộm thì các bác dùng bình thường thì em, còn nếu mà các bác muốn dùng chức năng chống trộm thì các bác đảo chiều đi cho em nhé, đấy, khóa chống trộm như này, đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đa di năng cho các bác luôn nhá. Đấy, đa di năng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Đây một con khóa chống trộm như này. Giá chỉ có cho các bác là đi các bác sử dụng thì cái bên này nó sẽ là cái khóa bình thường nhá. Còn các bác muốn đảo chống trộm thì các bác đảo đi cho em. Đảo đi như này. Đấy, đảo đi như này. Đấy, rút chìa ra này. Đó. Có người động vào nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy. Nó sẽ bú này luôn. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Còn các bác muốn khóa bình thường thì các bác lại đảo chiều đi. Đảo chiều đi nó sẽ là một khóa bình thường. Còn các bác muốn chống trộm thì các bác cho cái chiều này cho em. Đó. Đấy, có người chạm vào nó sẽ bú này. Đấy, rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nha các bác nhá. Đó, kêu rất là to luôn. Kêu rất to luôn. Các bác lên cho em là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái túi táo khô nhá, táo khô. Đấy, hàng thì nó sẽ là nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đó. Quả to đều đẹp nhá, giá thì chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là táo khô, giá sẽ là 70k cho một bịch táo khô như này nhá, 70k cho bịch táo khô như này. Dòng này thì các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ăn trực tiếp hoặc là mình ngâm rượu, hoặc là mình hãm nước uống đều ok hết nhá. Lên cho em là táo khô, giá sẽ là 70k cho một bịch như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ô tô đồ chơi nhá. Đây. Ô tô đồ chơi dành cho trẻ em, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đây, đầy đủ một hộp như này. Đấy, nó vào khoảng là 30 cái nhá. Một hộp này khoảng 30 chiếc luôn, 30 chiếc. Đó, và dòng này của nó sẽ là dòng cót nhá, dòng cót. Đấy, thì ô tô cót như này, dùng nó rất là tiện thì các bác có thể dùng cho các em nó vui chơi, đấy, thức sáng tạo. Đấy, mua về thì tất cả lớn bé đều chơi được hết nhá, rất là tiện luôn. Lên cho em là ô tô đồ chơi, giá của nó sẽ là 80k cho một hộp như này nhá, 80k cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 30 chiếc luôn, thoải mái luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng, giá thì sẽ là 55.000. 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Thì nó về nhà thì có ốc vít thì là các bác bắt vào tường cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bắt bóng vào đây, đấu điện vào. Đấy, và có chế độ là sáng ban ngày ban đêm hay là sáng 24 giờ. Đó, và có chế độ điều chỉnh thời gian, nói chung là có người đi đến thì nó sẽ sáng và không có người nữa thì nó sẽ tắt, nó rất là tiện. 55.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sạc ắc quy. Thì con này nó sẽ là sạc được bình của nó là 12V nhá. Đấy, 12V. Con 12V này thì sẽ là 190k nhá. Còn con cả 12 cả 24 này thì con 12 24 này thì sẽ là 290.000 và bao ship. Đó, thì có hai mẫu như này. Một mẫu là sạc bình nguyên 12V, còn một mẫu là sạc cả 12 cả 24. Con này thì ngoài tính năng là sạc nhanh này, rồi khử xung phát này, chống đảo chiều các kiểu con là điều luôn, thì nó rất là tiện cho các bác sử dụng đây. Đấy. Hàng này thì xuất đi nhiều nước nhá, Anh, Pháp, Mỹ, Châu Âu luôn. Đó.
khử sunfat chống đảo chiều có hiện giờ các thứ đầy đủ cho bác luôn. Nó là dòng sạc ắp quy thông minh. Bây giờ không ai người ta dùng cái sạc truyền thống nữa. Các bác cứ dùng cái sạc thông minh này cho em. Để ở nhà các bác đi xe đạp điện các thứ thì mình cũng dùng con này, nó cũng rất là tiện nhá. Đấy, để sạc ắp quy thường này hoặc là xe đạp điện các thứ đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái áo mưa choàng nhá. Áo mưa choàng. Đấy, nó sẽ có mấy màu như này. Có màu xanh, có màu màu nâu này. Đấy, màu đỏ đậm này. Đó, giá thì sẽ là 100k cho một con áo mưa choàng như này nhá. 100.000 một chiếc. Đây, có cả kính chắn các thứ đồng hành như này luôn. Một con áo mưa choàng như này 100.000. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó bán cho bác khoảng 150 đến 200 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Đây, khăn rất là to dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Khăn to dày dặn chắc chắn. Kích thước của khăn thì nó sẽ là một chiều là 70 và một chiều là 1m4. Hàng to khổng lồ luôn các bác nhá. To khổng lồ luôn. Đây con này. Đấy, hàng to khổng lồ như này. Một chiều 70 và chiều 1m4. Chất bông của nó thì mềm mịn, thấm hút nước tốt. Đấy, con này dùng rất là thích luôn. Các bác có thể mua về để mình dùng làm khăn tắm rất là tiện, hoặc là các bác có thể dùng để mình lau rửa ô tô các thứ cũng rất là ok. Đấy thì các bác dùng đa di năng luôn. Giá thì chỉ có 40 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này các bác nhá.